Tổ tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 1646, tình hình 3. Bức thư này là do Liễu Như viết, dựa theo lời đối phương nói, lúc đó các nàng rời đi, sau đó lại đi tìm thiên hoa sư thúc làm chỗ dựa, thu được sự che chở. Vị sư thúc kia chính là tu sĩ Phản Hư, ở trong mang hoang chiếm một linh mạch cấp 5 mở động phủ. Bởi vì ít người lại không rêu rao, nguy hiểm lớn nhất gặp phải cũng chỉ là mấy con hoang thú bao vây tấn công, rất dễ hóa giải. Ở trong thư, liễu nhứ còn quan tâm phương tịch sau khi nữ tử này biết đêm đó hắc nham phường thị bị hoang thú nguyên cổ bao vây tấn công nàng quả thật hơi lo lắng cho phương tịch đáng tiếc phương tịch không nói cho đối phương biết mình đã trở lại trong phường thị tiếp tục ẩn thân hắn theo thói quen đều giữ lại một chiếu với bất kỳ người nào lúc này xem lướt qua những lời hỏi thăm trước đó phương tịch cuối cùng lật tới tin tức về thành thiên phạm mà mình hy vọng nhìn thấy nhất nếu thành thiên phạm đều ổn lại có tiếp viện đến thậm chí chữa trị được truyền tống trận siêu cấp. Vậy hắn cùng lắm buông tha ôm cây chờ thỏ chờ tam giác nguyên tê, đi thẳng tới thành thiên phạm, tiện thể chuột thân, sau đó đi truyền tống trận siêu cấp trở về nhân tộc. Kể từ đó, thân phận này thật sự có xuất thân trong sạch. Cho dù sau này hắn gia nhập tông môn hợp thể, đại thừa gì đó cũng có thể vượt qua sự điều tra. Đáng tiếc, phương tịch càng độc, sắc mặt càng trầm xuống. Cuối cùng, hắn còn buồn vô cớ thở dài thành thiên phạm liên tiếp gặp phải mấy đợt hoang thú nguyên cổ vây thành tuy cuối cùng kiên trì được nhưng vẫn tổn thất vô cùng nghiêm trọng vị tu sĩ hợp thể bị thương kia vẫn không lộ diện sẽ không phải lén trốn đi rồi chứ liễu nhứ và vân hy cũng không đề nghị mình tới thành thiên phạm lúc này dù sao mình đi tới đó sẽ bị bắt trở thành bia đỡ đạn phương tịch suy nghĩ tất nhiên cũng từ bỏ ý định đi thành thiên phạm cho dù hiện nay hắn là phản hư sơ kỳ nhưng thành thiên phạm là trung tâm của thiên phạm vực tu sĩ phản hư không ít hơn 10 ngón tay, ngay cả tu sĩ phản hư hậu kỳ cũng có. Mình đi còn không lấy được quyền lực gì, trái lại dễ bị mưu hại. Còn không bằng ở bên ngoài, trời cao mặt cho chim bay. Vị tu sĩ phản hư thiên mị tông kia có 8 phần cũng nghĩ như vậy. Lấy thế lực của thiên mị tông, chắc hẳn tin tức tình báo là thật. Như vậy xem ra, mình còn không bằng tiếp tục ở chỗ này tìm tu một thời gian dù sao mình tu luyện bí thuật thần thông cũng không có yêu cầu gì về linh mạch. Phương tịch tiếp tục xem tiếp, vẻ mặt chấn động. Liễu Nhứ và Vân Hy Tiên Tử đều là tu sĩ hóa thần, ở trong thiên mị tông cũng được xem là trung cao tầng, lần này bọn họ được thiên hoa sư thúc yêu thích, nghe ngóng được rất nhiều bí ẩn thượng tầng. Hóa ra nguyên nhân lần này khai hoang chủ yếu là do kim cương tử một trong ngũ tử nhân tộc thúc đẩy. Hắn căn cứ, vào lời bói toán của một người bằng hữu tốt, lúc này nhanh chóng khai hoang xem lợi nhiều hơn hại. Phương tịch cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng qua rất nhiều tu sĩ đều tin vào mệnh lý và bói toán học, đây cũng là chuyện không có cách nào. Hắn xem tiếp lại thoáng xúc động. Bằng hữu tốt của Kim Cương Tử. Cực kỳ am hiểu suy diễn thiên cơ, có danh tiếng tốt là bói toán đại sư số một nhân tộc. Chẳng trách lời bói toán vừa ra, Kim Cương Tử đã bắt đầu thật sự hành động. Xuân đi thu tới đối với phương tịch chút thời gian này muốn nâng cao bí pháp tha hóa tự tại từ nhập môn tới tiểu thành cũng khó nhưng đối với tu sĩ cấp thấp lại là một năm luân hồi gần đây trong nhà lương quả phụ từng đám linh mễ trong linh điền bị ép tới công lưng hoặc nhìn mọc rất khả quan cho dù quản sự của thiên phạm ban đến đây thu phí bảo hộ nhìn thấy cũng khen không dứt miệng hắn đi quanh linh điền vài vòng lại khen ngợi ruộng tốt thu hoạch tốt đấy trong lời nói có phần xúc động có thể yên ổn làm ruộng tu luyện ai muốn lấy mạng đấu pháp đáng tiếc thời buổi này à lương quả phụ nhìn ra vẻ mặt quản sự này không đúng vội vàng nói đợi thiếp thân thu gạch lại chia phần cho chu đạo hữu và phương đạo hữu xong sẽ tự mình nộp năm phần lên trong bang hả phương đạo hữu cũng có phần trong đó à vậy mà ta lại không biết quản sự xoa hai chồng râu của mình cười hít mắt nói tất nhiên có rồi tất nhiên có rồi lương quả phụ cười lấy lòng trong lòng lại âm thầm quyết định chờ sau khi thu gặt xong nàng sẽ đưa linh mễ mới cho phương tịch tặng không linh mễ chẳng lẽ còn có thể có người không cần à vậy thì được quản sự không nói nhiều sau khi tuần tra một lát hắn nói tới một chuyện khác gần đây trong thành không yên ổn lại có một đám tán tu mới chạy từ nơi hoang dã đến bọn họ thành lập một nghĩa khí xã còn có tướng ăn hết sức khó coi mặc dù phạm thiên ban ta có lòng che chở hàng xóm tốt bụng ở thành đông nhưng vẫn có chỗ khó chu toàn bản thân các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn đấy lương quả phụ nghe thấy quản sự nói vậy thì biến sắc phần lớn những tu sĩ nghĩa khí xã kia đều là người chạy thoát trong đêm đó về sau bọn họ thực sự không thể sinh tồn ở nơi hoang dã được đã lần lượt trở về phường thị nhưng bọn họ vẫn sống không tốt không thể không đoàn kết với nhau. Bọn họ còn bởi vì một mạng mạng tiện mà ra tay đấu pháp ngoan độc, lôi hỏa đường và thiên phạm bang cũng chịu thiệt không nhỏ. Chỉ từ việc nghĩa khí xã chưa bị tiêu diệt là thấy được phía sau bọn họ còn che giấu kết đan chân nhân. Bây giờ ở trong hắc nham phường thị nhỏ bé này, kết đan chân nhân chính là trời. Nếu là lúc trước, trong nhà lương quả phụ không có lương thực, sẽ không sợ bị người khác nhớ thương, bây giờ lại khác. Sắp tới mùa thu hoạch rồi. Quản sự nhắc nhở một câu rồi chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã rời đi. Chỉ để lại lương quả phụ với gương mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng gắt một cái. Đây là thế đạo đáng chết. Đêm này, Phương Tịch đang ngồi xếp bằng bên trong động phủ suy nghĩ về bí pháp tha hóa vạn vật. Trên mặt hắn đột nhiên hiện ra vẻ hứng thú. Tới rồi sao? Ầm ầm. Trên không trung của khu phố này bỗng nhiên có tiếng sấm chợt vang lên từng bóng đen liên tiếp thi triển thuật khinh thân và pháp thuật lẻn vào trong khu phố bọn họ bỗng nhiên chia ra làm mấy nhóm xông về phía động phủ của các tu sĩ còn có một nhóm tu sĩ luyện khí đỏ mắt nhảy vào linh điền bắt đầu trắng trợn thu gặt trên pháp khí của bọn họ chợt lóe lên ánh sáng màu vàng từng mảng linh mễ còn chưa chính hẳn nhanh chóng bị cắt xuống tiếp theo tất cả được buộc lại và thu vào trong túi trữ vật bọn họ phối hợp hết sức ăn ý tốc độ cũng rất nhanh Đồ trời đáng. Tiếng gào thê lương của lương quả phụ truyền đến. Trong tay nàng vẫn có tấm phù lục lập lòe lôi quang, đối mặt với rất nhiều tán tu bao vây tấn công, trên nhà gỗ phát ra từng trận văn. Một màn ánh sáng mờ ảo hiện lên, ngăn cản rất nhiều pháp khí linh khí công kích. Không cần sợ, nàng chỉ có một tấm lôi cuồng phù. Sử dụng linh thuẫn. Ai biết một thuẫn thuật thì tiến lên. Một vị tu che mặt nhìn lướt qua một vòng, nhanh chóng đưa ra sự điều chỉnh hắn lại nhìn về phía tiểu trùng đang cầm một pháp khí phi đao cắn răng nhìn về phía của mình không khỏi cười khà khà một cách quái dị tiểu tử ngươi biết trước đây mẫu thân ngươi làm nghề gì không bàn về bối phận chúng ta đều là nghĩa phụ của ngươi tuy biết rõ những phỉ tu kia đang cố ý chọc giận mình nhưng tiểu trùng vẫn nổi giận hai mắt đỏ như máu phi đao trong tay hóa thành một luồng ánh sáng màu đen rời khỏi tay bay ra phục thế nhưng phi đao vừa bay ra khỏi trận pháp đã bị một thanh linh khí trường kiếm màu vàng bay ra cắt đứt. Gương mặt tiểu trùng bất chợt trắng bệch, linh thức bị hao tổn, đầu ván mắt hoa. Tiểu trùng Lương quả phụ thấy vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, bị người ta nắm được sơ hở. Mấy món linh khí công kích tới, lực phòng ngự của trận phù chung quy không bằng pháp khí thật sự bày trận. Màn ánh sáng kia chợt lập lòe vài cái, ầm ầm vỡ nát. Chính là nơi này à ở bên ngoài động phủ của phương tịch mấy bóng người tập trung lại mỗi người đều có tu vi trúc cơ trung kỳ trở lên trong tay còn cầm lá cờ kỳ lạ màu xanh sẫm tu sĩ trong động phủ này có tu vi trúc cơ hậu kỳ khó đối phó có khó đối phó cũng phải bay đầu dưới thiên quỷ tứ tượng kỳ của chúng ta trên gương mặt mấy tu sĩ trúc cơ lộ ra nụ cười đầy dữ tợn bộ lá cờ trên tay bọn họ hoàn toàn là linh khí lại thêm bốn vị tu sĩ trên trúc cơ trung kỳ hợp sức phát động cho dù là trúc cơ viên mãn cũng phải ngoan ngoãn bị bọn họ chém đầu vèo vèo động phủ bỗng nhiên mở ra một ánh kiếm đen xì hiện lên ánh kiếm này còn kèm theo sấm sét vì thế vô cùng kinh người nó chỉ vừa chém ra lại chém tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dẫn đầu làm đôi trên mặt hắn vẫn còn lưu lại nụ cười thiên quỷ tứ tượng kỳ trong tay đã nhanh chóng rơi xuống đất đại ca ba vị tu sĩ trúc cơ còn lại đỏ mắt nhưng ánh kiếm đen xì kia chém ra rất nhanh, chỉ ba kiếm lại dễ dàng kết liễu tính mạng của bọn chúng. Kiếm quang màu đen rẽ qua một cách linh hoạt, hóa thành một con rắn nhỏ màu đen ngậm linh khí và túi trữ vật chui lại vào trong động phủ, biến mất. Thứ rác rưởi gì vậy? Ngay cả Tiểu Thanh cũng không muốn. Phương Tịch tùy ý đảo thần niệm qua, lại ném túi trữ vật đi. Lúc này, hắn đã nhìn thấy Chu Quân cuối cùng không nhịn được phải ra tay cứu mẹ con Lương Quả phụ hắn không khỏi mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm ngày hôm sau, mùi máu tươi nồng nặc không tan, trong linh điền tan hoang. Lương quả phụ vừa hùng hùng hổ hổ mắng vừa đốt thi thể phỉ tu, lại đổ cho cốt vào trong linh điền. Chắc hẳn năm sau nếu vẫn trồng linh mễ, có thể sẽ có một mùa thu hoạch lớn. Lương quả phụ đi tới trước động phủ phương tịch, nhìn thấy mấy đoạn thi thể thì không khỏi giật mình. Quả nhiên, người này ra tay tàn nhẫn, còn máu lạnh vô tình cửa động phủ bỗng nhiên mở ra, phương tịch đi ra. Lương quả phụ sợ đến mức giật mình. Ha ha, không ngờ được đạo hữu còn là kiếm tu. Lúc này, chu quân mặc áo bào bằng đây đi tới, thở dài nói. Kiếm ra giống như kèm theo sấm sét, quả thật rất. Ôi, đêm qua có đám đạo chích đánh vào động phủ, mặc dù ta miễn cưỡng đẩy lùi kẻ địch nhưng pháp lực suy nhược, không dám ra ngoài. Phương tịch thở dài. Mấy vị không có việc gì là tốt rồi. Ba nhà chúng ta không có việc gì, nhưng mấy nhà khác. Lương Quả phụ nói tới đây lại im bặt. Đêm qua, nhà nàng thiếu chút bị phá, thật may có Chu đạo hữu ra tay trợ giúp. Nếu không, chỉ sợ cả nhà nàng đều phải chết hết. Lúc này nàng nhớ tới, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Sau một lúc lâu, giữa không trung lại có một luồng ánh sáng uốn lượn lao đến, hiện ra bóng dáng của quản sự Thiên Phạm Bang. Đêm qua, Nghĩa khí xả đánh vào động phủ của rất nhiều tu sĩ giống như phát điên vậy, nhìn thấy các vị không sao, ta lại yên tâm rồi. Quản sự vốn đang tươi cười, chờ đến khi nhìn thấy mấy thi thể trước động phủ của phương tịch, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Thiên quỷ tứ thú. Tốt. Không ngờ bốn người này đều chết ở chỗ này. Phương đạo hữu xem như vì dân trừ hại rồi. Thiên quỷ tứ thú. Chính là đám hung ác am hiểu bố trí trận pháp, có người nói còn từng chạy thoát dưới tay của kết đan chân nhân à. Lương quả phụ kinh hải. Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Phương tịch khoát tay. Lúc này, chỉ thấy quản sự này nói rất hùng hồn. Nghĩa khí xã chính là khối u ác tính của hắc nham phường thị chúng ta. Bây giờ thiên phạm bang chúng ta và lôi hỏa đường đã đạt được hiệp nghị, chắc chắn sẽ tiêu diệt xã này, không chừa lại một tên phỉ tu nào. Vẫn mong các vị đạo hữu trợ giúp bản bang một tay, bản bang nhất định sẽ có hậu báo. Ta vốn chỉ nhàn vân giả hạt, không có ý định giành lợi chém giết. Phương tịch khẽ lắc đầu, trực tiếp từ chối. Ngược lại lương quả phụ nhìn hơn nửa linh điền bị hủy kia, có vẻ ngẫm nghĩ. Thứ nhất, cả nhà kiếm sống dựa vào linh điền này, bây giờ nó bị phá hủy, năm sau có tám phần sẽ bị đói. Hiện nay, nàng chỉ có thể bí quá hóa liều. Chờ đến khi quản sự đi rồi, Phương Tịch và Chu Quân liếc nhìn nhau bọn họ lại nhìn thấy lương quả phụ cắn răng đi tới, hành lễ. Thiếp thân có một yêu cầu quá đáng, vẫn mong hai vị đáp ứng. Đã là yêu cầu quá đáng, vậy không cần phải nói với ta nữa. Phương tịch khoát tay rồi chọn một nơi ngồi xuống uống rượu. Lương quả phụ chỉ có thể nhìn về phía Chu quân. Chu quân cũng bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Lương đạo hữu ngươi đi đi, lão phu sẽ giúp ngươi trông coi tiểu trùng một thời gian. Cảm ơn lương quả phụ liếc mắt nhìn chu quân với vẻ cảm kích sau đó vội vàng rời đi đây là rượu gì vậy chu quân bảo tiểu trùng ngồi tỉnh tọa luyện khí ở bên cạnh bản thân hắn đi tới bên cạnh phương tịch nhìn hồ lô rượu trong tay phương tịnh với vẻ hơi tò mò ngươi uống một chén chứ phương tịch nhìn người này cười nói vật trong chén nhất định phải nếm thử chu quân lấy ra một con chén rượu nhận một chén linh tử và nhấp một hớp chân mày nhíu lại chỉ là rượu mạnh cấp 1, còn hơi cay đắng. Đây là rượu ta ủ, có lẽ đạo hữu uống không quen. Phương tịch cười ha ha. Tuy hắn không phải không hề suy diễn tử phương của thanh trúc tử tới cấp 5, cấp 6, nhưng làm vậy sẽ không còn là thanh trúc tử ban đầu nữa. Bây giờ, bản tôn càng thích uống mùi vị trước kia, lại ủ ra số lượng lớn. Ngoại đạo hóa thân cũng mang theo một ít, thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức. Ta đúng là uống có phần không quen, nhưng cẩn thận thưởng thức cũng thấy có chút thú vị. Chóp mũi chu quân hơi ửng đỏ, nhìn về phía tiểu trùng đang nỗ lực hơn bình thường rất nhiều. Chẳng lẽ đạo hữu cũng coi trọng hài tử này? Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác. Phương tịch lắc đầu. Nếu vậy, lão phu lại bắt đầu. Ánh mắt chu quân lập tức sáng lên. Ba ngày sau, lương quả phụ trở về, khí tức rối loạn, trong góc pháp bào có dính đầy vết máu. Cùng lúc đó, nàng cầm về mấy túi trữ vật dính máu. Sau khi về nhà không lâu, nàng đã ngã xuống đất. Tiểu trùng vội vàng đi mời Chu Gia Gia qua. Kết quả sau khi Chu Quân xem xong, cho dùng một viên linh đan, lương quả phụ quả nhiên thuốc đến bệnh trừ. Bởi vậy, tình nghĩa giữa hai nhà càng thêm thân thiết. Không bao lâu, Chu Quân lại chính thức thu nhận tiểu trùng làm đồ đệ. Thời gian trôi mau qua, chớp mắt lại qua 20 năm nóng lạnh. Ở thành đông của Hắc Nham Phường Thị. Bây giờ, chỗ khu phố Phương Tịch ở đã lát đắt xuất hiện thêm mười mấy hộ tán tu. Phần lớn tán tu đều mở một vài linh điền ở trước cửa nhà, trồng ít linh mễ linh quả các loại. 20 năm qua, nhân khẩu trong Hắc Nham thành chẳng những không giảm còn tăng thêm nhiều. Nguyên nhân đại khái là vì những dân cư ở ngoài hoang dã không ngừng trở về, cùng với tu sĩ trong thành sinh sôi nảy nở. Ngày này, một người thanh niên trông có phần thông minh cơ trí cầm theo mấy miếng thịt yêu thú đi tới trước động phủ của Phương Tịch. Đại thúc, tiểu trùng lại tới thăm ngươi. Cửa động phủ mở ra, phương tịch chấp hai tay sau lưng, đi ra. Hắn nhìn thấy thịt yêu thú trên tay tiểu trùng, không khỏi cười nói. Ngươi tới thì tới, còn khắc khí như vậy làm gì? Sư phụ ta nói đại thúc ngươi tài cao dấu kỹ, bảo ta phải cố gắng học ngươi. Tiểu trùng thành thẫn nói. Nếu không phải lúc trước đại thúc chỉ điểm kiếm thuật cho ta, có thể lần này ta đã chết ở ngơi giả ngoại. Lấy tu vi trúc cơ sơ kỳ của ngươi bây giờ phối hợp với một thanh linh khí phi kiếm hạ phẩm, ở nơi giả ngoại vẫn vô cùng nguy hiểm, không chừng sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Dù sao những thú và tà vật đại hoang mạnh mẽ kia cũng sẽ không nói đạo lý với ngươi. Nếu mẫu thân ngươi ở trên trời có linh thiên biết được, nhất định sẽ không cam lòng. Phương tịch trúc hồ lô rượu ra, rót vào trong miệng một hớp thanh trúc tửu. Năm đó, lương quả phụ liều mạng mang về một ít vật tư, từ đó về sau sức khỏe không được tốt, 10 năm sau đã buông tay rời khỏi nhân gian. Thật may khi đó tiểu trùng đã thành niên, đồng thời có sư phụ chu quân dẫn dắt, một đường đạp phá rất nhiều cửa ải luyện khí, thành công trúc cơ. Sau khi tiểu trùng trúc cơ, hắn đã gia nhập vào một nhóm tán tu nhỏ, thành lập đội săn yêu, bình thường ra ngoài bắt yêu, thu hoạch thịt yêu thú. Mang hoang thật ra có tài nguyên vô cùng phong phú, chỉ xem tu sĩ có chịu dùng tính mạng qua lấy hay không. Bây giờ, rất nhiều tán tu hắc nham phường thị dựa vào mạng người lấp vào, đã phát hiện ra mấy chỗ săn bắn tương đối an toàn. Đương nhiên, tuy nói những nơi đó an toàn, nhưng nếu tu sĩ trúc cơ nhất thời không cẩn thận vẫn sẽ chết. Cho dù là tu sĩ kết đan, Nguyên Anh gặp phải hoang thú, cũng chỉ có một chữ chết. Kỳ lạ là hơn 20 năm qua, Hắc Nham Phường Thị vẫn chưa gặp phải hoang thú và tà vật tập kích. Trong lòng Phương Tịch biết rõ tám phần là do tam giác nguyên tê gây ra chuyện này hoang thú nguyên cổ để lại khí tức ở chỗ này bách thú không có khả năng tránh đi sao sở dĩ đối phương làm như vậy đại khái chỉ là đang nuôi heo mà thôi nhìn hắc nham phường thị bây giờ không ngừng phát triển gần như hình thành văn minh và sinh thái tu sĩ hoàn toàn mới phương tịch biết được ngày thu gặt sẽ không xa ta đi thăm sư phụ đã tiểu trùng nói chuyện một lúc lại đứng dậy từ biệt đi bái kiến chu quân dựa theo phương tịch cảm ứng vết thương của chu quân tiếp tục chuyển biến xấu nếu không có cách nào tự cứu đại khái sẽ mất trong mấy năm này thật thú vị hắn thì thào một tiếng rồi trở lại trong động phủ nhà mình trong hư không có ánh sáng màu bạc lóe lên một con chim xanh nhỏ bay ra trong miệng còn ngậm một lá thư phương tịch nhận lấy xem quả nhiên là thư do vân hy và liễu nhứ gửi tới trong thư lần này hai nàng ngoại trừ nói về một vài tin tức về tình hình thành thiên phạm càng tệ hơn cũng nói mình đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Vân Hy và Liễu Như tiến vào địa tiên giới, tuy Tu Vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn còn xa mới đạt tới bình cảnh lớn phản hư. Mà lúc này, trong sư tỷ muội của các nàng có một đại sư tỷ đã tu luyện tới cảnh giới hóa thần viên mãn, thậm chí hoàn thành tu hành trợ giúp công pháp ngũ hành. Lúc này, nàng muốn công kích bình cảnh lớn phản hư, nhưng khổ nổi thiếu linh vật, đang vay mượn rất nhiều sư tỷ muội trong thành thiên phạm còn có thể mua được linh vật phản hư à? Hoặc là theo con đường của thiên mị tông? Sẽ không phải là kẻ lường gạt gì chứ? Phương tịch chớp chớp mắt. Lúc này, Vân Hy tiên tử và Liễu Như xem như đối mặt với tình huống khó xử. Dù sao bọn họ có tình nghĩa đồng môn, nếu không ra tay trợ giúp, nhân duyên nhất định sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời còn có khả năng đắc tội sư thúc phản hư tương lai. Đối với loại chuyện này, Phương Tịch luôn không cho ra kiến nghị, chỉ có thể mặc cho hai nàng tự quyết định. Chủ nhân, chủ nhân, bao giờ chúng ta ra ngoài chơi? Ở đây thật nhàm chán. Tiểu Thanh hạ xuống đất và hóa thành một thiếu nữ với đôi mắt sáng ngời. Nàng kéo ống tay Phương Tịch áo nói. Đi ra ngoài chơi. Bây giờ ngươi còn không biết bên ngoài nguy hiểm tới mức nào à? Phương Tịch cười lắc đầu. Có thể ở đây tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, thu được 20 năm dư dật, ngươi chắc hẳn phải cười trộm rồi. Hơn nữa, tu sĩ Phản Hư đi săn một con hoang thú nguyên cổ, chậm trễ 20 năm cũng không có gì đáng nói. Cũng có người vì đi săn, phải 50 năm, 100 năm liên tục theo dõi không ngừng. Đương nhiên, loại tình huống đó vô cùng đặc biệt, tám phần là đi săn hoang thú nguyên cổ có nguyên liệu vô cùng quý hiếm, đồng thời có liên quan mật thiết tới đột phá tu vi thậm chí cứu mạng. Cũng đúng. Ở lại còn có thể có trò hay để xem. Tiểu Thanh nhìn về phía động phủ của Chu Quân lão già kia cách chết không xa, hắn chuẩn bị đoạt xá sao. Dù sao Chu Quân cũng là tu sĩ Nguyên Anh, thật sự đến giây phút cuối cùng cơ thể tan vỡ, hắn còn có thể dùng Nguyên Anh đoạt xá. Kể từ đó, hắn lại có thể nhanh chóng hồi phục vết thương, nếu đồng thời thân thể đoạt xá vô cùng thích hợp, tốt nhất là linh căng tương đồng, còn tu luyện cùng một pháp môn, vậy có lẽ sẽ nhanh chóng khôi phục tu vi. Dù sao sau khi Nguyên Anh đoạt xá, căn bản không cần độ kiếp ngưng tụ Nguyên Anh, chỉ cần hồi phục pháp lực là được có lẽ vậy phương tịch nhìn về phía động phủ của chu quân trong mắt lộ ra cảm xúc khó hiểu sau nửa tháng trong thiên địa ầm ầm chấn động linh khí trong phạm vi trăm dặm chen chúc tới hội tụ về phía nơi nào đó ở thành tây một linh áp vượt xa kết đang hiện ra không ngừng khuếch tán ra xung quanh khiến trăm dặm chấn động đó là thiên tượng kết anh phương hướng là lôi hỏa đường chẳng lẽ lôi hỏa chân nhân sắp ngưng tụ nguyên anh rất nhiều tu sĩ lần lượt dừng tay trên mặt hiện ra vẻ chấn động và hâm mộ không xong phường thị này vừa khởi sắc sẽ lại rối loạn rồi mấy lão tu khác lại vô cùng đau khổ gần như chửi ầm lên thiên phạm bang làm sao chịu để lôi hỏa đường xuất hiện một vị nguyên anh chân quân chỉ sợ sẽ lập tức xảy ra đại chiến đấy phương tịch không thể không thừa nhận đối phương nói rất có đạo lý chắc hẳn người thật sự sốt ruột là chu quân mới đúng người này che giấu tu vi một đám tu sĩ kết đang vốn căn bản không phát hiện ra được nhưng nếu là tu sĩ nguyên anh lại khác bởi vậy bất luận hắn có kế hoạch gì cũng nên lập tức bắt đầu mới tốt lôi hỏa chân nhân gặp họa lớn thì trốn đi thành lập bang phái thu thập tài nguyên chỉ 20 năm đã muốn đột phá bình cảnh nguyên anh à phương tịch xoa cầm nhìn về hướng linh mây hội tụ kia đúng là có chút số mạng của nhân vật chính. Trong ánh sáng kỳ lạ lập lòe trên đỉnh đầu hắn hiện ra một con cổ trùng đặc biệt giống như con nhện tám chân. Nó có phần nóng lòng muốn thử mảnh linh mây kia, nói đúng hơn là người có khí vận lớn ở phía dưới đó. Từ sau khi hắn thu được con khí vận cổ cấp năm này, nó vẫn giúp đỡ hắn rất nhiều. Cho tới hôm nay, nó vẫn đang giúp phương tịch che giấu thiên cơ. Chỉ là theo cảnh giới không ngừng đột phá, hiệu quả của con cổ trùng này sẽ chỉ càng ngày càng kém, trừ khi chế luyện nó một lần nữa để nâng cấp. Phương Tịch đã tìm được phương pháp chế luyện ở trong cốc thần bí cảnh, nhưng phải chế luyện cổ trùng cấp 5 tới cấp 6 sẽ đặc biệt khó khăn. Nguyên Anh, có tu sĩ kết đan viên mãn thăng cấp Nguyên Anh. Bên trong động phủ của Chu Quân, tiểu trùng nhìn cảnh tượng này với vẻ vô cùng kinh ngạc. Ôi! Lão Phu vốn cho rằng còn có thể chống đỡ thêm chút thời gian. Chu Quân nhìn thiên tượng đó lại thở dài một tiếng, phẩy tay áo. Một hào quang màu đen hiện lên, bọc lấy Tiểu Trùng. Tiểu Trùng lập tức kinh ngạc, hừ một tiếng, từ trong mũi phun ra hai đường kiếm khí. Hắn tập luyện kiếm thuật chỉ có thể tính là bình thường, lại có một phế kim kiếm khí. Thường ngày, hắn có thể thông qua hít vào thở ra ngũ kim tinh để chế luyện tích trữ ở bên trong phổi và kinh mạch, lúc sử dụng hừ lạnh một tiếng lại có thể thông qua xoan mũi thi triển ra, đã thương người vô hình chính là con ác chủ bài để bảo toàn tính mạng. Đáng tiếc kiếm khí chém trên hào quang màu đen lại trực tiếp biến mất. Sư phụ, vì sao ngươi làm vậy? Trên gương mặt tiểu trùng đầy vẻ khó tin. Hắn bất chợt nhìn thấy ở trên đỉnh đầu Chu Quân hiện ra một pháp bảo dạng đỉnh màu đen. Nó tản ra dao động khiến tiểu trùng biến sắc. Pháp bảo kết đan. Sư phụ không ngờ là tu sĩ kết đan. Cũng không phải chu quân mỉm cười và dẫn theo tiểu trùng tới bên trong một gian mật thất hắn ngồi xếp bằng trong thiên linh trên đỉnh đầu có ánh sáng lóe ra một nguyên anh hiện ra nguyên anh này có vẻ hơi gầy gương mặt không có gì giống với chu quân dù sao chu quân ẩn thân nơi này gương mặt đã thay đổi lúc này nó nhìn chăm chú vào tiểu trùng và phát ra một tiếng cười lạnh đồ nhi trước đây sư phụ giúp đỡ ngươi rất nhiều rồi hôm nay ngươi lại giúp đỡ sư phụ một lần đi Nguyên Anh nói xong, hai tay bấm pháp quyết. Theo tiếng chú văn thần bí vang lên, không ngờ nó đột nhiên thuấn di và biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt tiếp theo, Nguyên Anh của Chu quân hiện ra trong thức hải tiểu trùng. Nguy rồi. Tiểu trùng chảy nước mắt, nghĩ đến truyền thuyết rất nhiều lão quái Nguyên Anh đoạt xá sống lại. Bắt đầu rồi à. Phương tịch cầm hồ lô rượu rót một hớp thanh trúc tử vào miệng, nhìn chăm chú vào từng đợt sấm sét ầm ầm hạ xuống phía xa. Tuy đối với hắn hiện nay, đó chỉ là lôi kiếp nguyên anh, hắn quả thật có thể phá trong nháy mắt. Nhưng đối với tu sĩ nguyên anh vừa vỡ đang thành anh lại là thử thách sinh tử. Ầm ầm ầm. Từng đợt sấm sét đánh xuống, trong nháy mắt đã vượt qua chín đợt. Lôi hỏa chân nhân này không đúng, lôi hỏa chân quân quả thật có chút vận đạo, không ngờ để hắn thật sự thành công. Tiểu Thanh thản nhiên đưa ra lời bình. Tái ông mất ngựa không chừng là phúc, tái ông được ngựa không chừng lại là họa. Phương tịch cong môi một cách kỳ lạ. Không ai hiểu rõ bản chất hắc nham phường thị bây giờ hơn hắn. Cũng không biết một vị nguyên anh đột phá có thể thu hút con hoang thú nguyên cổ kia tới không. Bây giờ cho dù không dùng tới khí vận cổ, phương tịch cũng biết khí vận của lôi hỏa chân quân tuyệt đối đã suy yếu tới cực điểm, đã đến mức mây máu che đầu, có thể lập tức đối mặt với họa đổ máu. Lôi hỏa chân quân đổ kiếp thành nguyên anh. Thiên phạm bang lập tức biểu thị thần phục trong lúc mọi người trong hát nham phường thị đang trắng trợn chúc mừng cho rằng ngày lành sắp tới ban đêm chính mặt trăng sáng đúng là đồ sộ phương tịch mang một cái ghế mây ra ngắm trăng lẩm bẩm lúc này thần niệm của hắn đã phóng ra ngoài từ lâu còn có rất nhiều khôi lỗi và thú nguyên khí do sử dụng bí thuật tha hóa vạn vật chế tạo ra cũng đang theo dõi động tĩnh các nơi trong hát nham phường thị một vị tu sĩ nguyên anh thăng cấp có thể dụ được tam giác nguyên tê tới không Phương Tịch có thái độ hoài nghi nhất định về điều này. Dù sao đối với hoang thú nguyên cổ cấp 6, Nguyên Anh bình thường không quá hấp dẫn. Chẳng bao lâu, thần thức của hắn đã phát hiện ra vài tung tích. Thịt thịt. Trong bóng tối, tiếng bước chân nặng nề từ xa vọng đến gần. Vô số sương mù tản ra, hiện ra một con hoang thú cực lớn giống như con tê giác. Trên đỉnh đầu của nó có ba cái sừng nhọn, tất cả đều có màu vàng nhạt. Lúc này, nó nhìn hát nham phường thị và phát ra một tiếng rít gào. Khí tức khủng khiếp của con hoang thú tản ra bốn phía, khiến tu sĩ cả thành nhớ lại nỗi khủng hoảng phải đối mặt vào đêm hơn 20 năm trước. Tam giác nguyên tê. Không đúng, sao nhỏ nhiều như vậy, đồng thời khí tức chỉ là cấp 5, màu sắc sừng cũng không đúng. Thần thức của phương tịch đảo qua, lập tức hiểu được. Đây chẳng lẽ là con non của hai con hoang thú nguyên cổ năm đó. Cũng đúng, Nguyên Anh bình thường không đủ hấp dẫn hoang thú nguyên cổ, nhưng lại là chất bổ dưỡng không tệ đối với con non. Một hắc nham phường thị này thật ra là bãi nuôi trồng của hoang thú nguyên cổ. Phản hư thu gặp hóa thần, hóa thần thu gặp nguyên anh, rất hợp lý. Bây giờ hai con hoang thú nguyên cổ đã chứng mắt nơi này, ngược lại con hoang thú cấp năm này vừa khéo thích hợp ở đây, không chỉ máu thịt của tu tiên giả đại bổ, còn có thể làm quen với pháp thuật của tu sĩ nhân tộc. Trong lòng Phương Tịch thoáng cảm động cái gọi là tình yêu của phụ mẫu đối với con cái lại phải tính toán sâu xa hai con hoang thú nguyên cổ kia chuyên mở một bãi nuôi trồng tu sĩ nhân tộc cấp thấp như vậy bây giờ xem ra là để thỏa mãn nhu cầu của con non hoang thú giận dữ gầm thét lên trấn áp toàn thành trong một động phủ bỗng nhiên truyền đến một tiếng đáp lại cực kỳ bi thương tâm phẫn ầm ầm một mảnh lôi vân khoảng mấy mẫu hiện ra trong đó còn có linh diễm bay lên hoang thú lão phu liều mạng với ngươi. Giọng nói của vị lôi hỏa chân quân kia ầm ầm vang lên, tầng mây ẩn chứa lực lôi hỏa bao phủ hoang thú. Hả? Ánh mắt phương tịch lập tức sáng lên, chỉ thấy trong tầng mây lôi hỏa kia xuất hiện một nam tử cường tráng chừng 40 tuổi, râu tóc đều có màu tím. Hai tay hắn đang bấm pháp quyết, vung vẩy một cờ lớn lôi hỏa có phần rách nát. Thông linh chi bảo này. Ta hình như đã từng nhìn thấy. Nó chính là bảo vật bản mạng của một vị giáo úy hóa thần, xem ra hắn đã chết, pháp bảo bị người khác nhặt mất. Trong lòng phương tịch xúc động. Mà lúc này, hắn nhìn ra lôi hỏa chân quân kia căn bản không tính hoai phong lẫm liệt dây dưa với hoang thú, để nhân cơ hội cho thuộc hạ và tán tu tranh thủ chạy thoát thân. Ngược lại, trong miệng hắn không ngừng đọc chú ngữ, nhân cơ hội ném lá cờ thông linh chi bảo kia ra. Lôi hỏa đầy trời hóa thành lồng giam, tạm thời vây khốn tam giác nguyên tê. Sau tiếng hét dài thứ nhất, lôi hỏa hưởng ứng chuyển động, sau đó lập tức hóa thành một luồng ánh sáng trực tiếp chạy thoát thân. Vèo. Linh lực thiên địa chấn động, vô số điểm sáng tập trung lại, phá vỡ lồng giam lôi hỏa. Nếu thông linh chi bảo này có một vị tu sĩ hóa thần khống chế, tất nhiên có thể vây khốn được con tam giác nguyên tê này càng lâu hơn. Thế nhưng chủ nhân của nó chẳng qua chỉ là nguyên anh, tam giác nguyên tê am hiểu nhất là phá trận. Tam giác nguyên tê rít gào một tiếng, một cái sừng nhọn màu vàng trên đỉnh đầu nó phát ra tiếng nổ, một ánh sáng màu vàng được phát động bắn ra, gột rửa một phần bóng đêm. Trên mặt lôi hỏa chân quân vừa mới lộ ra vẻ may mắn vì chạy thoát, khí tức toàn thân đã không còn, ngã nhào từ giữa không trung xuống. Nguyên Anh vừa ngưng tụ ra ở chỗ đang điền khí hải của hắn lộ ra gương mặt đầy chấn động và phẫn nộ. Nó bị một tia sáng màu vàng xuyên qua ngực, lại một lần cuốn tới. Nếu lôi hỏa chân quân này có ý định tử chiến, Phương tịch còn có thể thuận lợi vớt một khoảng. Nhưng nhìn thấy biểu hiện bùng nhão không trát nổi tường màu, hắn cũng sống chết mặt bay. Lúc này, phương tịch nhìn thấy một nguyên anh bị tia sáng màu vàng bao bọc, tiến vào trong miệng của tam giác nguyên tê. Nó nhai vài cái, đôi mắt ti hí đột nhiên sáng lên. Nguyên anh có lẽ chỉ là mùi vị bình thường đối với hoang thú nguyên cổ cấp 4, nhưng lại không phải vô bổ đối với hoang thú cấp 5. Tam giác nguyên tê hét dài một tiếng, lại nuốt cơ thể lôi hỏa chân quân vào cơ thể của tu tiên giả giàu nguyên khí thiên địa cũng có mùi vị thật sự đối với hoang thú yêu thú tam giác nguyên tê ăn xong lôi hỏa chân quân một vệt màu vàng kia trên một cái sừng nhỏ màu vàng nhạt hình như càng đậm hơn hiện ra một hoa văn ông một ánh sáng màu vàng kỳ lạ xông ra lao qua vùng địa trận pháp do những tán tu tới sau bố trí đều sụp đổ ầm 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 Tam giác nguyên tê bước vào bên trong phường thị, nó vừa dẫm xuống, một tòa kiến trúc bằng đá đã hóa thành bột mịn. Bất luận là pháp khí linh khí của tu sĩ luyện khí, trúc cơ hay là pháp bảo của tu sĩ kết đang đánh vào trên tam giác nguyên tê, thậm chí không có hiệu quả gì. Rõ ràng những công kích này còn không đủ gãi ngứa cho tam giác nguyên tê. Nó liếc mắt nhìn qua đã chọn trúng mấy kết đang chân nhân, lại há cái miệng to như chậu máu ra. Tai họa. Tai họa trời ạ à. hoang thú phá thành vì sao lão phu liên tiếp gặp phải loại việc lớn bi thảm này tới hai lần chứ ở thành đông bởi vì tu sĩ ở thưa thớt tam giác nguyên tê còn chưa bị thu hút tới nhưng tất cả tu sĩ đều hoảng hốt lo sợ giống như chim muôn hoảng hốt chạy tán loạn khắp nơi mong thoát thân một tu sĩ luyện khí già nua tóc trắng xóa nhìn con tam giác nguyên tê kia không ngờ bắt đầu chửi ầm lên rất rõ ràng hắn đã điên rồi Phương Tịch nghe được vài câu, đại khái hiểu được phần lớn con cháu của người này đều chết trong lần hoang thú phá thành trước đó. Bản thân hắn thật vất vả mới dẫn theo một tôn nhi thoát mạng, trải qua bao gian khổ ở nơi hoang dã, cuối cùng mới trở lại phường thị định cư. Mới sống được vài ngày yên ổn, hôm nay còn nhìn thấy nguyên anh chân quân đổ kiếp. Hắn vốn cho rằng mình có thể tiếp tục sống những ngày bình yên, kết quả hoang thú lại tới. Loại tương phản này thật sự dễ khiến cho người ta tuyệt vọng đây cũng là mang hoang. Mỗi tổ tiên nhân tộc khai phá một mảnh đất đai, khi lập nghiệp đều gian khổ như vậy sao? Phương tịch than một tiếng, nhìn tiểu thanh bên cạnh nói. Ngươi đi, bắt sống hoang thú kia đi. Nhất định phải còn sống à? Tiểu thanh đang nghe truyện trên TV audio CV biểu môi. Như vậy sẽ hơi phiền phức đấy. Tuy nói như thế, nhưng nàng vẫn hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh bay ra. Thu, Tam giác nguyên tê đang cúi đầu muốn gặm ăn một đám tu sĩ luyện khí, bỗng nhiên bị một cuồng lửa màu xanh đụng vào trên người. Theo tiếng phượng hóc réo rắc, quả cầu thanh loan hỏa kia chợt nổ tung. Linh diễm như thế lập tức thiêu đốt lớp da dày của tam giác nguyên tê, từng tia lửa màu xanh không ngừng thẩm thấu về phía xương cốt, nội tạng. Tam giác nguyên tê bị nổ bay, không khỏi phát ra một tiếng hét thảm. Đỉnh ba cái sừng trên đầu nó phát ra ánh sáng mạnh, bỗng nhiên lao lên hư không ba đường ánh sáng màu vàng hợp lại với nhau, hóa thành một tráng mây vàng, ở trong đó có vô số phù văn không ngừng lập lè. Trong không trung có ánh sáng màu bạc lóe lên, hiện ra một con thanh hỏa loan vô cùng oai phong. Con thanh hỏa loan này gian cánh, trên mỗi linh vũ dường như đều đang cháy lên ngọn lửa màu xanh, còn có từng phượng truyện văn màu bạc chạy xuyên qua. Nó chỉ nhẹ nhàng vỗ cánh, lại có thanh loan hỏa đang xen với ánh sáng bạc bay ra, theo gió bốc chay, dễ dàng khiến hào quang màu vàng bốc hơi. Không chỉ có vậy, thanh hỏa loan khổng lồ còn lao xuống, một ngọn lửa màu xanh hình móng lớn hiện ra, cào thành ba vết thương đáng sợ trên lưng tam giác nguyên tê, ở gần vết thương vẫn có ngọn lửa màu xanh thiêu đốt máu thịt. Tam giác nguyên tê giận dữ, đánh nhau với thanh hỏa loan. Bên dưới, các tán tu nhân cơ hội chạy thoát thân, trong lòng đầy nghi ngờ. Đó là yêu thú hóa thần cấp 5 à. Sao nói lại đánh nhau với hoang thú, còn tới cứu chúng ta chẳng lẽ nó là linh sủng của một vị tiền bối nào đó sao tư duy của phần lớn tu tiên giả đều linh hoạt có người lập tức đoán ra được chân tướng trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mừng rỡ ở trong man hoang chỉ có tu sĩ hóa thần mới có đủ điều kiện căn bản để di chuyển mọi người với khoảng cách xa nếu muốn di chuyển bọn họ khỏi nơi quỷ quái này cần phải có ít nhất một vị tu sĩ hóa thần che chở chỉ tiếc là bất luận bọn họ tìm kiếm thế nào cũng không thấy bóng dáng vị tiền bối kia. Đúng là hoành tráng. Phương Tịch đứng ở cửa động nhà mình phủ, nhìn hai con thú lớn hình thể khủng khiếp đang giao đấu, xúc động khẽ nói. Lúc này, hắn nhìn thấy cửa động phủ của Chu quân cách đó không xa mở ra, một người thanh niên với dáng vẻ mất hồn mất vía đi ra. Tiểu trùng, có muốn tới uống một chén không? Phương Tịch giơ bầu hồ lô lên. Ánh mắt đờ đẫn của tiểu trùng nhất thời nhìn sang, không ngờ giống như thế sự xoay vần. Hắn đi tới trước mặt phương tịch và nhận lấy hồ lô, uống ừng ực. Thanh trúc tử rót qua cổ họng, chỉ để lại vị cay. Tiểu trùng bỗng nhiên khó chịu. Sư phụ ta, về cõi tiên rồi. Trước đó, chu quân đột nhiên phát ra uy áp nguyên anh, thậm chí tiến hành đoạt xá, tiểu trùng gần như tưởng rằng mình chết chắc rồi. Nhưng không ngờ được, quá trình đoạt xá đột nhiên kết thúc bằng sự thất bại trái lại khiến hắn nhận được rất nhiều kinh nghiệm và ký ức của tu sĩ Nguyên Anh, có thể nói là tài sản quý báu nhất trên con đường tu đạo. Tiểu trùng gần như lấy một thị giác khác, vượt qua cả đời tu sĩ Nguyên Anh, sau đó không nói tới Nguyên Anh, ít nhất tu luyện tới cảnh giới kết đan cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Ồ! Vì sao như vậy? Phương tịch giống như kinh ngạc hỏi. Sư phụ! Hắn vốn có vết thương cũ, hôm nay vết thương nặng thêm, tọa hóa rời đi. Tiểu Trùng vốn định nói thật, nhưng lời đến bên miệng lại lập tức thay đổi. Ha ha, Tiểu Trùng, ngươi xem như lịch luyện rồi. Phương Tịch nghe đến đó, không khỏi gật đầu. Ngươi có thể làm như vậy, cũng không tính là ủng phí nỗi khổ tâm của sư phụ ngươi. Cái gì? Tiểu Trùng giống như bị sét đánh, chợt nhảy ra vài bước, trong lòng bàn tay sau lưng đã hiện ra một viên lôi châu. Không cần khoe vật bảo toàn tính mạng do sư tôn nguyên anh của ngươi để lại cho ngươi. Phương tịch lại lấy ra một hồ lô rượu khác tùy tiện uống một hớp thanh trúc tửu. Sư phụ ngươi còn chưa đoạt xá ngươi mà là quán đính. Nếu như đoạt xá, một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ căn bản không có cách nào phản kháng. Chu quân kia thi triển bí thuật chính là quán đính pháp từ Phật môn truyền ra, tương đương với bỏ qua tất cả mọi thứ của mình, giao một phần kiến thức kinh nghiệm, thậm chí công lực cho người thừa kế. Đương nhiên, nếu pháp lực kế thừa có khả năng gây cản trở cho việc đột phá cảnh giới sau này, vậy thì tệ lớn hơn lợi. Bởi vậy, lúc rất nhiều tu sĩ thi triển quán đính pháp, đều chỉ giữ lại ký ức, làm cho pháp lực tự động tiêu tan. Bây giờ phương tịch vừa nhìn, đã biết trong cơ thể tiểu trùng ẩn chứa từng miên khí sinh mệnh, chúng bình thường lặng lẽ ngủ đông, chỉ vào lúc quan trọng khi hắn đột phá cảnh giới mới xuất hiện, trợ giúp hắn giúp một tay. Không phải đoạt xá, mà là quán đính à. Tiểu trùng thì thào vài câu, tiền mắt nhất thời đỏ hòe vì sao sư phụ không nói cho ta biết đại khái bởi vì hắn muốn ngươi biết người trong tu tiên giới có tâm địa hiểm ác đáng sợ đây cũng là bài học cuối cùng hắn dạy cho ngươi phương tịch xúc động trả lời vậy đại thúc ngươi là người nào tiểu trùng vẫn cảnh giác nghiêm túc hỏi hắn biết sư tôn là tu sĩ nguyên anh sư tôn lại hoàn toàn không biết gì về người này trừ khi chim chip lúc này cuộc chiến của hai con thú lớn phía xa cuối cùng phân ra thắng bại thanh hỏa loan khiến tam giác nguyên tê mất đi năng lực hành động bay về chỗ này phương tịch nhẹ nhàng điểm ngón chân đã rơi xuống đỉnh đầu của tiểu thanh hắn chắp tay sau lưng nhìn tiểu trùng tiểu trùng cảm giác toàn thân run rẩy hóa thần hóa thần tôn giả dù sao hắn cũng là tu tiên giả của địa tiên giới kiến thức vượt xa tu sĩ hạ giới Hắn biết trước đây khi Hắc Nham Phường thị chưa từng suy sụp, đã có Đại năng phản hư và Hóa Thần Tôn giả trấn giữ. Có người nói khi đó có Hóa Thần Tôn giả càng quét đám tà ma, xung quanh Phường thị vô cùng an toàn, chính là cõi yên vui của tu sĩ nhân tộc. Tiểu Trùng. Không, Lương Như Long, hôm nay từ biệt, sau này có duyên sẽ gặp lại. Thần thức của Phương Tịch truyền âm, hắn tiện tay đánh ra đông thuật tìm hiểu được về hỗn lạc xà trong những ngày qua vào thức hải của người này chân dậm nhẹ một cái. Thanh hỏa loan hóa thành một ngọn lửa màu xanh, bỗng nhiên đi xa. Vù vù. Trên trời cao, gió thổi mạnh. Tiểu thanh vỗ cánh bay giống như con đại bằng viễn cổ cấp lấy con voi lớn. Bắt được một con non, đúng lúc bố trí cạm bẫy một lưới bắt hết hai con tam giác nguyên tê kia. Hai tay phương tịch khoanh trước ngực, trên mặt hiện ra cảm giác lạnh lẽo. Trước đây, đối phương đánh lén hắn, hắn còn chưa quên đâu. Không, ta đang báo thù cho hàng nghìn hàng vạn tu sĩ tử thương ở phường thị. Sau khi bay ra mấy trăm nghìn dặm, phương tịch tìm được một địa điểm vô cùng thích hợp để bố trí trận pháp. Đây là một dãy núi với những đỉnh núi mọc lên như rừng. Khi tiểu thanh hạ xuống đất, trên thân con non tam giác nguyên tê tản ra khí tức hoang thú mãnh liệt, khiến vô số con thú nhỏ thi nhau chạy tản ra xung quanh muốn thoát thân. Không lâu sau, trong phạm vi ngàn dặm vuông đã không còn bóng dáng chim muôn nào tay áo của phương tịch mở ra từng con khôi lỗi thú hiện lên mỗi con bác cờ trận và dụng cụ bày trận có có mảnh sát chôn trên những đỉnh núi khác nhau trên thực tế hắn biết trận pháp ở hắc nham phường thị quá nát đối với tam giác nguyên tê mình bố trí trận pháp tạm thời như vậy quả thật chỉ là chuyện vặt chẳng qua hắn là một vị trận pháp sư vẫn muốn có cảm giác nghi thức đồng thời ngoại đạo hóa thân chưa bao giờ định dùng sức một mình giết chết hai con hoang thú nguyên cổ từ đầu đến cuối đều muốn sử dụng đại đã thuật trận pháp chỉ là thủ thuật che mắt bản tôn mới là lá bài tẩy lớn nhất phương tịch chờ đợi không lâu ba ngày sau trong bầu trời đêm hoàn toàn yên tĩnh chính mặt trăng tròn treo lơ lửng trên cao hiện ra các trạng thái trăng tròn khuyết khác nhau từng lực lượng ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống lực lượng của ánh trăng ở đây còn mạnh hơn nhân gian giới rất nhiều nếu tu luyện công pháp hấp thu ánh trăng ở địa tiên giới có thể tiến bước thần tốc. Phương tịch nhấp một hớp thanh trúc Tửu thầm nghĩ. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng phượng kêu gấp gáp. Một động quan ngọn lửa màu xanh hiện lên, hóa thành hình dáng của tiểu thanh hét lên một tiếng. Bọn chúng tới rồi. Nàng hình như chịu thiệt, lập tức lăn một vòng tại chỗ và hóa thành một con chim nhỏ màu xanh chui vào trong túi linh thú của phương tịch. Phương tịch nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cạn lời chẳng qua theo từng đợt địa chấn từ nhẹ tới nặng trong bóng tối ngoài dãy núi dần dần hiện ra hai quái vật khổng lồ giống như núi cao đi tới ở vị trí trung tâm của trận pháp một con tam giác nguyên tê non bị rất nhiều xích sắc tối tăm buộc chặt phía ngoài còn bị rất nhiều vết cắt máu chảy đàm đìa phát ra tiếng kêu vui mừng phục phục hai đường ánh sáng màu vàng hiện lên cùng lúc tới dụng cụ bày trận trên từng ngọn núi ầm ầm nổ tung vô số sương mù cuồn cuộn bay lên hiện ra bóng từng đỉnh núi trùng điệp ban đầu cùng với bóng dáng phương tịch. Không tệ, không tệ, những cái sừng nhọn quả nhiên là nguyên liệu tốt nhất để chế luyện bảo vật phá trận dùng một lần. Phương tịch nhìn thấy thế, trên mặt không khiếp sợ còn vui mừng. Vừa lúc kiểm tra xem thành quả bí thuật ta tu luyện hơn 20 năm qua. Tha hóa tự tại, tha hóa vạn vật. Hai tay hắn bấm pháp quyết, toàn thân đầy ma ý lẫm liệt. Tê, tê vô số ma khí giống như rắn đen hiện lên khuấy động nguyên khí thiên địa tràn vào trong cơ thể phương tịch một ma quan 10.000 trượng đột nhiên lóe lên quả thật giống như nối liền trời đất tt trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng mãn xà kêu một lớp bụi sương mù màu trắng bỗng nhiên hiện lên bao phủ về phía bốn phía xung quanh ở trong sương mù xám trắng còn có các loại mặt người đang vặn vẹo kêu trên đông khí đông khí này đi qua nơi nào không chỉ sông núi mặt đất, hình như ngay cả hư không cũng bị ăn mòn, phát ra âm thanh không chịu nổi. Theo tiếng trắng rít lên, một con hỗn lạc xà khủng khiếp dài 10.000 trượng xuất hiện. Trên vảy của nó còn có những hoa văn giống như bị là bỏng, phóng ra từng ánh sáng màu đỏ. Từ trong mảnh vảy có sương mù màu trắng xám dày đặc tản ra. Đây chính là một hoang thú nguyên cổ hỗn lạc xà cấp 6. Con rắn này vô cùng khủng khiếp, nó há cái miệng to như chậu máu, hình như có thể nuốt vào một con voi. TT. Tê tê. Theo tiếng trắng rít gào, thân trắng 10.000 trượng hóa thành một giải lụa quấn quanh một con tam giác nguyên tê. Vô số đông khí vô cùng dày đặc quả thật hóa thành chất lỏng, chảy từ trên mảnh vẫy của nó nhỏ xuống trên thân tam giác nguyên tê, lập tức phát ra tiếng xèo xèo, rất nhiều khói trắng bốc lên. Phòng ngự da dày thịt béo của con hoang thú nguyên cổ này không ngờ đã bị đông khí không ngừng ăn mòn, suy yếu hỗn lạc xà có đầy đủ huyết mạch của đông xà, thiên phú thần thông lợi hại nhất chính là đông khí trên toàn thân. Hơn 20 năm qua, phương tịch chủ yếu nghiên cứu cái này, thậm chí có tiến triển rất lớn. Trước mắt, hắn đã có thể xuất phát từ cổ thuật khiến tu sĩ bồi dưỡng một số đông trùng, do đó nắm giữ thần thông đông khí không biết suy yếu bao nhiêu lần, được hắn đặt tên là đông thuật, với tâm tư thử nghiệm công pháp, hắn tiện tay ném cho lương như long. Cũng không biết sau này môn thần thông này có thể tỏa sáng trong tay hắn hay không. Theo con mãng xà lớn không ngừng siết chặt thân thể, tam giác nguyên tê liên tục kêu lên thảm thiết, mắt thường có thể thấy được máu trào ra, xương thịt bị hao tổn. Con tam giác nguyên tê bên cạnh tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bầu bạn bị độc mãng cuốn chết. Ba cái sừng năm màu trên đỉnh đầu ngưng tụ từng ánh sáng, nhắm thẳng vào đầu rắn của hỗn lạc xà muốn bắn ra. Tuy hoang thú nguyên cổ chủ yếu là thú tính nhưng có trí tuệ đã thú nhất định. Rất rõ ràng, con tam giác nguyên tê này biết rắn có thân dài, công kích thân rắn chưa chắc đã có tác dụng. Mấu chốt nhất vẫn phải tấn công kích vào đúng điểm yếu. Ẩm uhm. Con tam giác nguyên tê này lựa chọn không tệ, nhưng vào lúc nó chuẩn bị phát động, bên đầu có ánh sáng màu bạc lập lòe, một người mặc áo bào xanh ảnh hiện lên, nguyên khí thiên địa khủng khiếp bị quấy động, không ngừng tiến vào trong một cái chùi y ngọc. Chùi y ngọc này nhanh chóng to lên. Cuối cùng lớn bằng ngọn núi cao, mặt ngoài còn khắc các loại phù văn. Đi. Theo bản Tôn Phương tịch lạnh lùng bấm pháp quyết. Chu y ngọc cực lớn đập mạnh vào cầm một con tam giác nguyên tê khác. Phục. Một hào quang năm màu thông thiên triệt địa lại chỉ có thể bất đắc dĩ biến mất trong hư không và bóng đêm sâu thẳm. Vào thời điểm quan trọng, ngoại đạo hóa thân vẫn sử dụng đại đã thuật. Lúc này chỉ thấy bản Tôn hạ xuống, cuối cùng không còn gì lo lắng nữa hỗn lạc xà dài mười nghìn trượng há to miệng như chậu máu trăng năng chứa kịch độc cắn chặt lấy cổ của tam giác nguyên tê bị siết chặt nó không ngừng rót chất lỏng đông khí vào trong cơ thể của con hoang thú nguyên cổ xui xẻo này con hoang thú nguyên cổ liên tục kêu trên thảm thiết lăn lộn ở trên mặt đất ầm ầm bóng đen khổng lồ này đập vào một ngọn núi khiến ngọn núi lập tức vỡ thành nhiều mảnh vô số các đá vụn bay loạn cũng may hỗn lạc xà cũng là hoang thú nguyên cổ nổi tiếng da dày thịt béo mặc kệ con tam giác nguyên tê bị giải dụa thế nào, vẫn siết chặt lấy nó, không ngừng rót độc đông khí vào. Vèo vèo. Trong lúc hai con thú lớn dãy dụa, từ trên người hỗn lạc xà lại có hai đường ánh sáng bay ra, rơi vào trong tay bản thân phương tịch, hóa thành một cây huyền minh kỳ một thanh thần anh kiếm. Ôi! Từ sau cấp 6, pháp bảo cũng ít hơn. Phương tịch có thêm đa bảo đồng tử xúc động thang, phất huyền minh kỳ trên tay. Từng huyền minh trọng thủy hiện lên, trong đó còn có ảo ảnh một con dao long bay lượn hình như nó thức tỉnh khả năng khống chế nước hóa thành chính u minh hà muốn nhấn chìm một con tam giác nguyên tê đối diện trên người phương tịch mặc bộ bích diễm giáp chân đạp lên chiến xa đồng xanh vận chuyển tam tương diệt nguyên công tam tương diệt nguyên công này quá xấu nhưng dùng thật sự tốt chỉ là khó có thể mở rộng phải có cấp bậc đủ cao mới có thể trấn áp được vật bằng không sẽ có nguy cơ cơ thể nổ tung mà chết sau khi phương tiên đạo chủ phản hư, cho rằng dựa vào vô số thứ cấp tiên phủ kỳ trân của phương tiên đạo cung mới có thể thuận lợi chuyển hóa. Nếu đổi thành những hóa thần tôn giả ở cửu châu giới, cho dù bây giờ kỹ thuật hư không được nâng cao lên rất nhiều, lại có bí pháp phương tịch mang đến minh hoàng giới chế luyện pháp bảo động thiên. Nhưng sau khi thăng cấp phản hư, chỉ sợ tam tương diệt nguyên công sẽ hoàn toàn vô dụng. Lúc này hắn vận chuyển chân ma khí, thao túng thần anh kiếm càng thuận buồn xuôi gió hơn. Chém. Sắc mặt phương tịch lạnh lùng, chỉ tay về phía thần anh kiếm Một chân ma khí khổng lồ tràn vào, khiến kiếm này trở nên lớn hơn, vết máu bên ngoài chuyển động, hóa thành từng chữ triện đỏ như máu Máu đỏ thật sự cháy lên, từng sợi tơ đỏ tiến vào hư không ầm uhm. Giữa không trung, chú y ngọc giống như mang theo uy lực thái sơn đánh mạnh xuống đỉnh đầu Ba cái sừng trên đỉnh đầu tam giác nguyên tê lập loài ánh sáng rực rỡ, đang liều mạng chống lại Vèo. Đột nhiên, một thanh kiếm lớn màu đỏ tươi giống như thuấn di hiện lên ở vị trí đỉnh đầu nó, nó cuốn theo lửa đỏ cháy mạnh, vô số tơ đỏ lan tràn hóa thành một kiếm ầm ầm chém xuống. Xì. Kiếm lớn màu đỏ tươi trực tiếp chém vào cổ của Tam giác Nguyên Tê, phá lớp da cứng rắn bên ngoài, xé rách cơ bắp và xương cốt, khiến từng mảng máu chảy ra giống như thác nước. Ào ào. Nhưng cơ hội tốt này, nước sông của chính U Minh Hà tăng lên không ngừng ngập bốn chân của con tam giác nguyên tê. Ảo ảnh giao long phản hư hưng phấn rít gào một tiếng, qua miệng vết thương của tam giác nguyên tê chui vào trong. Phục phục. Năm ngón tay phương tịch bắn liên tục, từng thái ức thanh một thần quan biến dị màu xanh đỏ bay ra, rơi vào trên thần anh kiếm. Kiếm lớn đỏ ngầu phát nổ, cuốn quanh thái ức thanh một thần quan, giống như dẫn dắt quy lực của cửu thiên chém xuống. Ầm ầm. Đầu của con tam giác nguyên tê lớn ầm ầm rơi xuống, từ miệng vết cắt không ngừng phun ra máu. Phương tịch thấy thế, trong tay hiện ra một tháp nhỏ xám trắng, phóng ra từng ánh sáng màu trắng xám. Vô số ánh sáng xám trắng giống như từng lát nhỏ tiến vào bên trong thi thể của tam giác nguyên tê, kéo tinh hồn của một con hoang thú nguyên cổ ra. Tỏa yêu tháp phát ra một tiếng nổ, lại khóa tinh hồn này. Thần anh kiếm tiến vào trong thi thể hất ra một viên nội đan cấp 6. Được. Tuy đã sớm có một viên nội đan của thiên trảo thú, nhưng phương tịch nhìn thấy nội đan này, khóe miệng vẫn cong lên. Trước đây, hắn cân nhắc ra nghĩ một đan phương linh đang cấp 6, đang thiếu vật thử nghiệm. Hai nội đan hoang thú nguyên cổ cấp 6 hôm nay tới xem như đúng lúc. ầm ầm ầm. Không lâu sau, từ chỗ khác truyền đến tiếng kêu thảm thiết của tam giác nguyên tê. Nó không ngờ bị đứt cân gãy cốt, trúng độc mà chết. Ngoại đạo hóa thân hóa thành hình người, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đi tới trước mặt bản tôn phương tịch chỉ thấy hắn mắt tay, thần anh kiếm và huyền minh kỳ đã bay trở lại. Bí thuật tha hóa vạn vật. Chỉ là một bí thuật lại có năng lực giết chết hoang thú nguyên cổ. Quy lực của tha hóa tự tại ma công này còn vượt xa ma công bình thường ở địa tiên giới, quả nhiên là truyền thừa của thiên ma. Sắc mặt phương tịch có phần nặng nề. Thi thể của ba con tam giác nguyên tê đặt song song với nhau, bị rất nhiều khôi lỗi lột da róc xương. Tiểu thanh ở bên cạnh chỉ huy, gương mặt nhỏ nhắn hưng phấn tới mức đỏ bừng trong miệng nàng còn đang lẩm bẩm các loại dám truy sát tiểu nương phải cho các ngươi đẹp mặt hai con hoang thú nguyên cổ là yêu thú tương đương với tu vi phản hư rất nhiều nguyên liệu trên thân đều có tác dụng đối với tiểu thanh không nói gì khác chỉ riêng nhiều thịt như vậy đã đủ cho tiểu thanh ăn rất lâu đồng thời ăn thịt hoang thú nguyên cổ lâu sẽ có lợi cho sự trưởng thành của tiểu thanh được cả nhà này bị dọa ngươi dọa cho nhảy dựng rồi không cần làm như vậy nữa. Ngoại đạo hóa thân cười trấn an. Bản tôn lấy nguyên liệu quý hiếm từ trên thân cả nhà này xuống, quay lại nhân gian giới. Tam giác nguyên tê ngoại trừ nội đan và tinh hồn, quan trọng nhất chính là ba sừng nhọn trên đỉnh đầu. Chỉ cần chế luyện một thời gian, chính là bảo vật phá trận tốt nhất. Dựa theo kỹ thuật cửu châu giới, chắc hẳn chế luyện thành phá trận trùy. Lấy đẳng cấp của hoang thú nguyên cổ chống lại đại trận cấp 6 quả thật thế như trẻ tre. Cho dù là trận pháp cấp 7, nếu tìm được tiết điểm vận chuyển, cũng có thể tạo thành tổn thương nhất định. Ví dụ như tạm thời mở ra đường hầm trận pháp cho người ta chạy thoát thân. Sáu cái phá trận trùy này, ít nhất phải để lại cho ta mấy cái. Bây giờ bản tôn ở nhân gian giới hưởng phúc, ta vẫn dễ gặp phải nguy hiểm hơn. Ngoại đạo hóa thân thản nhiên nghĩ. Sau khi dọn xong chiến trường, hắn cử tiểu thanh chuẩn bị đi thăm hỏi hai nàng Vân Hy và Liễu Nhứ. Mấy chục năm trôi qua, may nhờ đối phương truyền lại tin tức mới khiến hắn không tới mức hoàn toàn không hay biết gì về chuyện ở thành Thiên Phạm. Về tình về lý, hắn nên đi cảm ơn. Về phần quà cảm ơn, hắn không phải vừa khép có nhiều thịt hoang thú như vậy sao? Đối với tu sĩ hóa thần, hàng ngày ăn thịt hoang thú nguyên cổ cũng rất có lợi. Trong khe núi ở trên một linh mạch cấp 5, lộ ra một bông hoa kỳ lạ không biết tên. Hoa này to bằng miệng chén mỗi cánh hoa trong đó không ngờ có hình từng cung điện với kiểu dáng khác nhau đình đài lầu cát trường cục chạm trổ nước chảy dưới cầu nhỏ thác nước hòn non bộ cái gì cần có đều có trong đó có mấy chỗ hình như còn có cảnh tượng linh dược phong phú tiên hạt gian cánh bỗng nhiên trên một cánh hoa có ánh sáng lóe lên từ trong cung điện bay ra một nữ tử giống như tiên nữ nàng mặc váy hồng khí chất dịu dàng trong từng hành động cử chỉ dường như đều lộ ra sự quyến rũ không sao tả xiết. Miêu. Sau khi nàng xuất hiện, một tiếng thú gầm cực lớn truyền đến. Một bóng người nhanh chóng linh hoạt, hình thể lại lớn như núi nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt nữ tử váy hồng. Nó thi triển ra thần thông có thể thay đổi kích thước như ý, lập tức hóa thành một con lino yêu thú cấp 5, trên thân có vàng hổ, đuôi tách làm đôi. Nó nhảy vào trong lòng nữ tử, cái đầu không ngừng cọ vào nơi đầy đặn, có vẻ hết sức thân mật. Khổ cực cho ngươi rồi. Nữ tu cười duyên và khẽ xoa đầu Nô. Linh mạch cấp năm này bị thiên mị tông các nàng cướp lấy, vẫn khá bắt mắt trong mang hoang. Con Nô cấp năm này chính là linh sủng của vị nữ tu hóa thần này. Bây giờ nàng đúng lúc thả nó ở bên ngoài, lấy danh nghĩa chăm sóc động thiên để tiện thể chiếm linh mạch. Nữ tu váy hồng lấy ra một viên linh đan, chuẩn bị đút cho linh thú ăn. Nàng đột nhiên nhìn về phía bầu trời chỉ thấy hai độn quan cùng đến, hạ xuống đất, hiện ra bóng dáng của Vân Hy tiên tử và Liễu Như. Lạc sư tỷ Vân Hy và Liễu Như nhìn thấy nữ tu váy hồng, vội vàng hành lễ. Hóa ra là hai vị sư muội Lạc sư tỷ ôm con Linh miêu hai đuôi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Những vật tư sư thúc phân phó trước đó đã đặt mua đủ hết chưa? Phần lớn đều đủ, chỉ có kim lưu căng chưa có tung tích. Trên mặt liễu như tiên tử hiện ra vẻ khó xử chúng ta đã chạy khắp những nơi tập trung sinh sống gần đây. bây giờ chúng ta và cương vực nhân tộc các đức liên lạc, vật tư thiếu thốn cũng không có cách nào. vân hy tiên tử không nhịn được nói. hai vị sư muội không cần giải thích với ta, chỉ cần nghĩ xem làm sao ăn nói với thiên hoa sư thúc là được rồi. thiếu nữ mặc váy màu hồng chỉ lo chơi đùa con mèo nhỏ, có vẻ như không muốn để ý tới. vân hy tiên tử và liễu như liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười gượng. Trước kia, đinh sư tỷ bàn bạc mượn linh thạch, các nàng cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn cho mượn. Dù sao bọn họ đều là sư tỷ muội đồng môn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Chỉ là làm tu sĩ, thường ngày các nàng tu luyện cũng cần các loại vật tư, hơn nữa cân nhắc tới chuyện thăng cấp sau này, bọn họ chỉ cho đối phương mượn 4 năm phần. Bọn họ vốn tưởng đã đủ, không ngờ vẫn đắc tội đinh sư tỷ. Đinh sư tỷ kia ngoài mặt không nói gì nhưng lại ngầm truyền ra tin đồn đại khái là phần lớn tu sĩ phi thăng giàu có lại đối xử keo kiệt với tỷ muội vân hy và liễu Như có cảm giác bị bài xích dần dần những công việc vất vả đều đến tay các nàng ví dụ như lần thu mua vật tư này hoàn toàn là chuyện tốn sức không được cảm ơn thái độ của lạc sư tỷ này đã xem như không tệ ít nhất không đếm xỉa đến không bỏ đá xuống giếng vân hy tiên tử và liễu Như liếc mắt nhìn nhau bọn họ đều hối hận nhưng bây giờ bọn họ còn cần tu sĩ phản hư che chở hai người không muốn bị bắt tới thành thiên phạm làm lính, chỉ có thể đau khổ cắn răng chống đỡ. Hai nàng đang muốn đi về phía bảo vật động thiên giống đóa bông hoa kỳ lạ kia. Bỗng nhiên, một tiếng phượng hót réo rắc vang lên lên. Âm thanh này dường như là Tiểu Thanh Trên mặt Vân Hy Tiên tử hiện ra vẻ vui mừng. Ồ! Người kia lại gửi thư cho hai sư muội à. Chim xanh ân cần thăm hỏi, đúng là một giai thoại mắt lạc sư tỷ lập tức sáng lên hai vị sư muội cố gắng nói với bằng hữu kia một tiếng sau này nếu thanh hỏa loan kia đẻ trứng có thể giữ lại một quả cho sư tỷ đúng lúc này phía chân trời hiện ra một ngọn lửa màu xanh nó hóa thành một quần sáng giống như một lưu tinh màu xanh bỗng nhiên dừng lại trên khoảng không của khe núi hiện ra một con thanh hỏa loan oai phong còn có một tu sĩ mặc áo bào đen đứng ở trên lưng thanh hỏa loan này phương đạo hữu Liễu Nhứ và Vân Hy Tiên Tử thấy vậy, lập tức vui mừng bất ngờ kêu lên. Nhiều ngày không gặp, dạo này hai vị đạo hữu có khỏe. Phương Tịch thu lại khí tức, bây giờ chỉ khoảng hóa thần viên mãn. Hắn nhìn thấy Vân Hy và Liễu Nhứ đều ở đây thì mỉm cười nói. Đạo hữu, có thể nói chuyện riêng một lát không? Vân Hy và Liễu Nhứ liếc mắt nhìn nhau và trả lời. Điều này nhất thời làm Phương Tịch nhíu mày. Thoạt nhìn bây giờ hai nàng sống ở trong cứ điểm thiên mị tông này có vẻ không tốt lắm. Lúc này, ở một lầu cắt với các loại hoa tinh tế bao quanh nằm trong bảo vật động thiên có hình dáng bông hoa kỳ lạ kia, một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, dáng người cao gầy đang ngồi xếp bằng. Gương mặt nàng xinh đẹp như thiên tiên. Nàng hơi nhướng mày, trông có phần lẫm liệt lại đanh đá. Đinh sư tỷ. Lúc này, mấy vị oanh oanh yến yến bước tới hành lễ tu vi của vị đinh sư tỷ này thâm hậu nhất trong các đệ tử hóa thần ở phạm thiên vực lại hoàn thành tu luyện công pháp ngũ hành có thể lập tức đột phá bình cảnh lớn phản hư bởi vậy mơ hồ được gọi là đại sư tỷ là một đệ tử hóa thần đứng đầu xảy ra chuyện gì đinh sư tỷ mở hai mắt ra nhướng mày trông càng thêm lạnh lùng vân hy và liễu nhứ kia đã trở về bây giờ đang nói chuyện với một ngoại nam ở bên ngoài động phủ một nữ tu mặt tròn cười hít mắt nói trong tay nàng đang cầm một mặt gương chiếu cảnh tượng bên ngoài. Hừ, lại là tu sĩ phi thăng. Đinh sư tỷ kinh thường nói. Ta vốn đối với chuyện trong môn thu nạp tu sĩ phi thăng, hạng người phi thăng như thế thường cao ngạo, không thể không mài một thời gian mới có thể sử dụng được. Đúng vậy, trước đây sư tỷ bảo các nàng cho mượn linh thạch, các nàng còn xoắn suýt, chuyện nhỏ còn như vậy, gặp phải chuyện lớn lại thế nào nữa. Đàn nữ rụt rè, suýt nữa lại xem Vân Hy và Liễu Như thành kẻ phản bội tông môn. Những nữ tu kia đương nhiên biết Đinh Sư tỷ mượn linh thạch mua linh vật phản hư chỉ là giả, chuyên dùng để kiểm tra sự phục tùng của những sư muội như các nàng. Sau khi có kết quả đưa ra, hai vị có biểu hiện tệ nhất tất nhiên cũng bị trừng trị. Về phần đột phá bình cảnh phản hư à? Chuyện lớn như thế, Đinh Sư tỷ còn chưa mấy nắm chắc, ít nhất cũng phải chờ đến khi trở lại cương vực nhân tộc, lại tìm tu mấy trăm năm mới có lòng tin đột phá một lần hai người vân hy và liễu nhớ một mình gặp ngoại nam có nghi ngờ tiết lộ bí mật của tông môn đinh sư tỷ đứng lên các ngươi đi theo ta cố gắng thẩm vấn một lúc vâng lạc sư tỷ đang trêu đùa với con linh miêu hai đuôi lại nhìn thấy trong bảo vật động thiên kia phát ra ánh sáng mạnh từng luồng ánh sáng bay ra hóa thành từng vị nữ tu hóa thần lạ sư muội vân hy Liệu Nhứ, còn có người kia ở đâu? Đinh sư tỷ với hoa đào bay loạn toàn thân, trông vô cùng xinh đẹp, nhưng sắc mặt lạnh như băng. Không xong, Đinh sư tỷ là lợi dụng quyền lợi để báo thù riêng à? Trong lòng Lạc sư muội chấn động, lại dịu dàng cười. Tiểu muội chưa từng thấy, bọn họ đại khái đi gặp bằng hữu tốt kia thôi. Hừ, đệ tử bản môn phải tuân thủ giới luật, không được qua lại thân thiết với ngoại nam. Hơn nữa, cũng không biết người kia xuất thân có trong sạch hay không đừng để tự nhiên tiết lộ bí mật của bản môn đinh sư tỷ hừ lạnh một tiếng nói giáo ý thiên phạm quân còn là tu sĩ phi thăng xuất thân tất nhiên trong sạch trong lòng lạc sư muội nghĩ tới câu này nhưng nhìn xuống không nói chỉ thấy một nữ tu mặt tròn bên cạnh đinh sư tỷ ôm một bảo kính bỗng nhiên vui mừng nói tìm được rồi đám nữ tu kia lập tức hóa thành ánh sáng các màu đi về phía nơi đó Lạc sư muội bỗng nhiên thở dài, thả linh sủng và hóa thành một tia sáng tiến vào trong bông hoa kỳ lạ. Thì ra là thế, xem ra các ngươi bị nhầm vào rồi. Phương tịch nghe Vân Hy và Liễu Nhứ nói xong, không biết nên khóc hay cười. Ơn một nắm thóc, thù một đấu đạo còn không phải vậy sao? Vân Hy tiên tử và Liễu Nhứ không trả lời, chỉ lộ ra vẻ mặt căm giận. Rõ ràng bọn họ không ngờ tình hình sẽ trở thành như vậy. Đúng lúc này, thần thức của phương tịch đảo qua, nhìn thấy rất nhiều luồng ánh sáng bay tới. Hắn không khỏi cười. Sư tỷ muội của các ngươi đúng nhiệt tình, bọn họ cùng tới nên đón ta kìa. Lời này vừa nói ra, Vân Hy và Liễu Như chợt biến sắc. Đạo hữu mau đi đi, đinh sư tỷ tới gây rắc rối cho chúng ta, ta không thể làm liên lụy tới đạo hữu. Không cần. Phương Tịch chắp tay sau lưng, nhìn động quan đuổi tới cùng với nữ tu trong đó, trên mặt lộ vẻ chế giễu hắn đột nhiên loại bỏ quy tức thuật che giấu. ầm ầm Nguyên khí thiên địa chấn động, khiến những động quan đang tới ngã trái ngã phải. Hoa đào đầy trời rơi, đinh sư tỷ dẫn đầu vô cùng chật vật, trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn truyền ra một tiếng hét kinh hãi. Đại năng phản hư Pháp lực cấp phản hư tản ra, khiến nguyên khí thiên địa gần đó cũng khẽ dao động. Khí tức khủng khiếp khiến từng vị nữ tu hóa thần giống như chim cút, không dám động đậy bọn họ càng tu luyện tới cấp cao càng biết rõ sự chênh lệch giữa hóa thần và phản hư quả thật giống như lạch trời khiến cho người ta tuyệt vọng a à, phương tịch nhìn thấy những nữ tu kia không dám nói gì không khỏi mở miệng trước thiên mị tông quả thật khách sáo đây là phái những đệ tử các ngươi ra ngoài nên đón bản tọa sao trên thực tế hắn đương nhiên có thể tiếp tục che giấu tu vi sau đó khiến đinh sư tỉ nhảy lên tìm đường chết cuối cùng mới để lộ tu vi trở mặt kể từ đó cho dù tu sĩ phản hư của thiên mị tông tới ở ngay trước mặt người ngoài thế nào cũng phải sử dụng môn quy trừng phạt nghiêm khắc đinh sư tỷ này nhưng hắn cần gì phải làm vậy môn quy có nghiêm ngặt cũng không đến mức chặt đứt con đường của nữ đệ tử có hy vọng phản hư này mà chờ đến khi sự trừng phạt nghiêm khắc qua đi nữ tử này tám phần sẽ dồn oán hận lên người vân hy và liễu nhứ từ nay về sau nàng sẽ trở thành kẻ địch lớn không chết không dừng tới cuối cùng không chừng bọn họ còn cần phương tịch cứu, thậm chí có thể chống lại cả thiên mị tông. Cái này gọi là được một mức mười, vì làm màu nhất thời mà chôn kẻ địch lớn trong tương lai, thật sự không đáng. Phương tịch thích làm sáng tỏ thân phận bối cảnh hoặc thực lực ngay từ đầu, sau đó khiến đối phương biết khó mà lui. Dù sao vị đinh sư tỷ này và hai nàng Vân Hy không có thù oán sâu nặng, tiếp theo nàng phải ngu ngốc bao nhiêu khi ở dưới tình huống biết rõ hai nàng có tu sĩ phản hư chống lưng còn tiếp tục cố ý nhằm vào hai người không sai chúng ta thay mặt thiên mị tông cung kính nên đón tiền bối đinh sư tỷ có thể tu luyện tới hóa thần viên mãn tất nhiên không phải là kẻ ngu nàng vội vàng hành lễ thật sâu cung kính đón tiền bối tới thiên mị tông ta làm khách một đám oanh oanh yến yến sau lưng nàng cũng cung kính hành lễ lộ ra vẻ yêu kiều quyến rũ vân hy tiên tử nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng không khỏi xúc động trước đây khi nàng còn là tu sĩ hóa thần tuyệt đỉnh ở hạ giới đã từng chỉ điểm cho phương tịch còn từng giao dịch linh vật hóa thần kết quả đến địa tiên giới tu vi của phương tịch đột nhiên tăng mạnh trở thành nhân vật lớn khiến nàng cũng phải ngước mắt nhìn lên không phải tu vi của nàng không tiến độ nhưng kém hơn phương tịch quá nhiều ừ phương tịch hoàn toàn lộ ra phong thái cao nhân bỗng nhiên nhìn về phía khe núi chỉ thấy một ánh sáng kỳ lạ bay tới trong đó hiện ra một phụ nhân xinh đẹp với búi tóc cao gương mặt xinh đẹp tuyệt trần Hành vi cử chỉ dịu dàng. Nàng còn dẫn theo lạc sư tỷ kia bên cạnh. Rất rõ ràng, nữ tu này sợ đám người đinh sư tỷ làm ra chuyện gì không có cách nào cứu vãn, đã mời luôn thiên hoa tiên tử có tu vi cao nhất của thiên mị tông ra. Thiếp thân thiên hoa, ra mắt phương đạo hữu. Thiên hoa tiên tử đảo thần thức qua, nhìn thấy toàn thân phương tịch có pháp lực phản hư, chân ma khí không giả được, không khỏi khẽ cuối người hành lễ. Lạc sư tỷ ở bên người nàng nhìn phương tịch, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi mở ra. Thiên Hoa tiên tử khách sáo rồi. Chẳng qua hai vị bằng hữu tốt của ta bái nhập Thiên Mị Tông, nên ta mới cố ý sang đây thăm thôi. Trên mặt Phương Tịch tươi cười cực kỳ ấm áp, đưa ra một túi trữ vật. Lần đầu đến thăm, ta có vạn cân thịt hoang thú nguyên cổ làm lễ, vẫn mong tiên tử không chê. Không ngờ là thịt hoang thú nguyên cổ. Thiên Hoa tiên tử nhận lấy túi trữ vật, thần thức thoáng thăm dò vào trong đó lập tức chấn động mặc dù vị phương đạo hữu này vừa thăng cấp tu sĩ phản hư nhưng chỉ sợ thần thông toàn thân không thể tưởng tượng nổi không ngờ có thực lực giết chết hoang thú nguyên cổ bất luận là hắn gặp phải hoang thú nguyên cổ bị thương nặng hay hợp tác với người khác đều rất lợi hại nếu hắn săn bắn một mình lại càng khủng khiếp hơn một lát sau ở vị trí nhụy hoa trung tâm bảo vật động phủ có hình dáng như bông hoa kỳ lạ kia bay lên một cung điện xung quanh không có hoa cỏ nhưng trong không khí lại tràn ngập mùi thơm của trăm hoa khiến cho người ta bất giác say mê bách hoa điện này của thiếp thân thế nào thiên hoa tiên tử cười dài rót cho phương tịch một chén linh trà phương tịch thoáng thưởng thức không khỏi nói trà ngon trà này phối hợp với trăm mùi hoa thơm trong hư không đúng là càng tuyệt hơn không chỉ có vậy cho dù hắn không có tâm tư gì với nữ tử xinh đẹp mặt cung trang trước mặt này nhưng trong lòng bất giác cảm thấy thân thiết nếu không phải hắn tu luyện bí thức thiên ma tha hóa tự tại ma công am hiểu nhất là đùa bẩn lòng người còn thật sự không phát hiện ra được điểm này nữ tử này hình như vẫn chưa chủ động sử dụng mỹ thuật bởi vậy chỉ là một loại hiệu quả bị động phương tịch đặt chén trà xuống trong đôi mắt lóe sáng thở dài nói trong trà này có hồng trần khí à sắc mặt thiên hoa tiên tử thoáng thay đổi cười gượng và trả lời chính là hồng trần trà Thiên Mị tông tu luyện công pháp là mị thuật nhưng không giống người thường, giới luật tương đối nghiêm ngặt. Ở giai đoạn hóa thần cơ bản vẫn không thoát khỏi phạm trù mị thuật. Nhưng ở trình độ phản hư có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao thâm hơn, quyến rũ chúng sinh, lấy hồng trần khí tu luyện. Phương Tịch vốn không có cảm giác gì, lúc này tâm ma tinh tế, không ngoan nhận ra điểm không đúng. Thiên Mị tông này có ít thứ tốt đấy. Chỉ là không biết sau hợp thể có thật sự quyến rũ thiên địa khiến bản thân thay da đổi thịt, số mệnh tăng vọt, thậm chí giảm bớt thiên kiếp không? Thiên hoa tiên tử xin lỗi nói. Đặc tính công pháp của thiếp thân như vậy, cho dù cố gắng hết sức thu lại vẫn sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với người xung quanh, vẫn mong đạo hữu tha tội. Không sao. Phương tịch khoát tay, chút thiện cảm đó không tính là gì, bất kỳ tu sĩ cao cấp nào cũng sẽ không bị mê hoặc. Nhưng nếu ở chung lâu thì không chắc đâu. Quả nhiên là công pháp có thể tu luyện tới phản hư tất có chỗ đặc biệt à. Trong lòng hắn oán thầm một câu, lại nghe Thiên Hoa tiên tử nói. Phương đạo hữu là tu sĩ phi thăng, đồng thời chưa từng thật sự gia nhập thế lực lớn nào khác à. Ánh mắt nàng lấp lánh, hình như có ý chiêu mộ phương tịch. Điều này là vô cùng bình thường, phần lớn tông môn hợp thể đều sẽ không bỏ qua một vị tu sĩ phản hư xuất thân trong sạch. Điều này Ta nhớ thiên mị tông hình như chỉ thu nhận nữ đệ tử. Phương tịch ho khang một tiếng nói. Tất nhiên là vậy. Chẳng qua sau khi đạt đến phản hư lại có thể mời làm trưởng lão ngoại môn. Thiên hoa nói. Bản môn có phúc lợi đãi ngộ khá tốt, đồng thời cứ 10 năm còn có thể xin một lần, để chúng ta phối hợp lấy hồng trần khí giúp đỡ đạo hữu tu luyện. Hồng trần khí này là một loại linh khí đặc biệt, chỉ có nữ tu phản hư tu luyện bí pháp của bản môn mới nắm chắc phần nào ngưng luyện ra, rất có lợi cho tu vi và tâm ma kiếp. Lúc thiên hoa tiên tử nói những điều này, trên gương mặt thoáng ửng hồng, hình như lấy hồng trần khí trợ giúp tu luyện cần phải thông qua bước đặc biệt nào đó. Làm tu sĩ vốn sẽ không như vậy. Nhưng nàng tu luyện công pháp của thiên mị tông, đồng thời còn không phải nửa chừng tiến vào như vân hy liễu như mà tu luyện công pháp căn bản từ thuở nhỏ, từng hành động cử chỉ, từng cái nhăn mày nhíu mày, từng tiếng cười gần như đã thành bản năng. Cho dù Phương Tịch cảm thấy dáng điệu của nữ tử này thơ ngây, có vài phần cảnh đẹp ý vui. Chỉ tiếc. Nam Nhi đến chết, tim như sắt. Chơi với nữ tử này một lát thì được, gia nhập thiên mị tông gì đó thì thôi. Sau khi thật vất vả ứng phó xong thiên hoa tiên tử, Phương Tịch cuối cùng có thời gian rảnh đi tới cung điện của hai bằng hữu cũ. Vân Hy và Liễu Như làm tu sĩ hóa thần, có quyền tùy ý lựa chọn một cung điện để ở. Chẳng qua quan hệ giữa hai người bọn họ không tệ, bọn họ cùng chọn một tòa hoa mai điện làm nơi tu luyện. Bảo vật động thiên này có thể một công năng khác minh hoàng giới, không ngờ có thể trồng ở trên địa mạch, trực tiếp hấp thu linh khí bên ngoài. Phương Tịch cảm nhận cấm chế trong hư không, không khỏi âm thầm tán thưởng một câu. Không hổ danh là pháp bảo động thiên của địa tiên giới, có nhiều chức năng thật sự hoàn thiện hơn thứ dưới hạ giới lục loại chế tạo ra phương đạo hữu vân hy tiên tử vừa tiễn một người người kia hình như chính là vị lạc sư tỷ kia ở trong bản môn lạc sư tỷ người hiếm thấy không có ý xấu đối với chúng ta liệu như ở bên cạnh thản nhiên giải thích lại rót cho phương tịch một chén thanh trúc tửu bây giờ ta với vân hy tỷ tỷ đều đã nghĩ lại trước đây chúng ta quyết định lựa chọn gia nhập tông môn không biết là đúng hay sai chỉ có người sống mới có quyền suy xét về vấn đề này phương tịch cười trả lời không phải mỗi tu sĩ đều như hắn nếu hai nữ tử này không được thiên mị tông che chở không chừng đã chết trong một nhiệm vụ mạo hiểm nào đó lần này khai hoang sẽ không thu được nhắc nhở trước khi sự việc xảy ra có thể chuẩn bị đầy đủ sau khi thú triều bạo phát có thể thu được một vị tu sĩ phản hư trong môn che chở rất nhiều tu sĩ hóa thần có tu vi và thủ đoạn mạnh hơn các nàng không phải chết trong miệng của hoang thú nguyên cổ thì làm bia đỡ đạn cao cấp trong thành thiên phạm đạo hữu nói phải Vân Hy tiên tử bay trở về, thản nhiên nói. Bây giờ ta với sư muội sẽ đồng tâm hiệp lực, mau chóng tu luyện tới cảnh giới hóa thần viên mãn. Nếu như tu luyện, chỗ ta thật ra còn vài thứ tốt. Phương tịch mỉm cười, lấy ra thịt của tam giác nguyên tê. Hoang thú nguyên cổ này có hình thể giống như núi cao, trước đó chẳng qua tặng đi một vạn cân, phương tịch còn để lại không ít. Lúc này, hắn đưa cho Vân Hy tiên tử và liễu nhớ một ít, sau đó hắn còn biểu diễn tay nghề, dùng thịt hoang thú nguyên cổ làm một linh thiện phương tịch thử qua thịt tam giác nguyên tê nếu không xử lý trước thịt thật ra rất cứng thậm chí còn cứng hơn pháp bảo bình thường đương nhiên với khí lực của hắn cảm giác lại như nhai mía vậy ngoại trừ vị khá giống củi ngược lại rất bổ khí huyết và nguyên khí đồng thời khá thơm lúc này làm linh trù sư tất nhiên không thể tùy tiện nướng mà phải lợi dụng văn vũ hỏa luân phiên hầm cho thịt mềm nát sau đó phối hợp với các loại gia vị để tạo thành một nồi canh thịt tươi, đậm đặc. Dùng thịt hoang thú nguyên cổ làm linh thiện, hôm nay chúng ta thật sự có lộc ăn rồi. Vân Hy tiên tử sử dụng thì ngọc quấy, chỉ thấy có mùi thơm xông vào mũi. Nàng khẽ nhấp một ngụm, lại không khỏi che miệng. Nàng cảm giác trong một hớp canh đặc này này không ngờ giống như có chứa trăm vị sơn trân, vô cùng thơm, khiến nàng luyến tiếc. Liễu nhớ bên cạnh càng không chịu nổi, trong lúc vô tình đã uống gần hết chén canh thịt này theo đó khí huyết đại bổ khiến gò má nàng ửng hồng hiện ra hai khoảng đỏ đẹp mắt thịt hoang thú nguyên cổ vẫn quá bổ đối với các người mỗi ngày chỉ có thể ăn theo định lượng sau khi ăn xong còn phải lập tức vận công luyện hóa nếu có công pháp tu luyện luyện thể sẽ có thể tiến triển cực nhanh phương tịch căn dặn vài câu tu sĩ có thể phách mạnh mẽ tất nhiên có vài phần lợi ích cho việc đột phá cảnh giới lớn Đạo hữu cứu chúng ta trong nước lửa, chúng ta thực sự không thể báo đáp. Vân Hy tiên tử chậm rãi ăn xong, nước mắt rưng rưng. Không bằng tối nay vẫn mời đạo hữu qua nghe tiếp thân đàn cổ. Thật ra cũng được. Vân Hy tiên tử đánh đàn nổi tiếng, khiến phương tịch có vài phần cảm giác tri kỷ gặp tri âm. Về phần vì sao phải chờ sau này? Dĩ nhiên là vì Vân Hy tiên tử cần vận công luyện hóa khí huyết của hoang thú. Phương tịch lịch sự không quấy rầy hắn ở thiên mị tông mấy tháng trong lúc vị đinh sư tỷ kia còn dẫn người đến nhận tội với vân hy và liễu nhứ không biết làm thế nào một đám nữ tu lại yêu thích nhau không ít người còn trao đổi khăn tay trở thành bạn thân khiến phương tịch lấy làm kỳ lạ đương nhiên hắn biết chỉ cần mình vẫn duy trì tu vi tăng tiến những nữ tu kia sẽ vẫn là bằng hữu tốt của vân hy và liễu nhứ mặc dù có chút thực tế nhưng đây cũng là điều bất đắc dĩ tu tiên giới ngày này Phương Tịch đang uống trà, chỉ thấy mùi thơm theo gió bay qua, Thiên Hoa tiên tử chậm rãi đến. Nữ tử này mặc một bộ cung trang theo trăm hoa, trong khí chất đoan trang che giấu chút kiều mị, ngồi xuống đối diện Phương Tịch. Mời tiên tử dùng. Phương Tịch rót cho nàng một chén linh trà. Đạo hữu quả thật có nhã hứng. Thiên Hoa tiên tử uống một ngụm linh trà, cười nói: "May là chúng ta không tới thành Thiên Phạm, bằng không còn không biết sẽ bị ép thành thế nào." dựa theo lời nữ tử này nói tình hình ở thành thiên phạm bây giờ không ổn tất cả tu sĩ đều rất thảm thảm nhất chính là phường thị bị phá sau đó những tu sĩ chạy nạn tới thành thiên phạm cơ bản đều bị sắp xếp vào quân doanh trở thành bia đỡ đạn đương nhiên có lẽ tu sĩ phản hư có thể đỡ hơn nhưng vẫn có hạn bằng không vị thiên hoa tiên tử này chắc hẳn đã sớm tiến vào thành thiên phạm mà không phải đau khổ chống đỡ ở nơi hoang dã ôi chỉ hy vọng tiếp viện đến nhanh hơn. Phương tịch thở dài. Đúng vậy. Thiên hoa tiên tử buồn bã nói. Căn cứ theo tin tức mới nhất của bản môn, là tiền bối vốn chịu trách nhiệm đóng ở thành thiên phạm đã rất lâu không lộ diện, không phải bị người ta nghi ngờ là chạy trốn thì đã chết. Nếu vị tu sĩ hợp thể của phạm môn này còn, tình hình ở thành thiên phạm thậm chí cả thiên phạm vực không đến mức suy yếu như vậy. Chết hoặc trốn à? Phương tịch nghe xong, không khỏi tâm nín chẳng qua bất kể thế nào kim cương tử đều sẽ không bỏ rơi thiên phạm quân chúng ta chỉ cần cố giữ chờ cứu viện sẽ luôn có một con đường sống thiên hoa tiên tử cười hôm nay thiếp thân tìm đến đạo hữu là vì một chuyện khác ta đã biết mà nữ tử này không có việc gì không lên điện tam bảo chẳng qua trong khoảng thời gian này ta ở chỗ của người ta ăn thịt của người ta uống của người ta dù sao ta cũng phải nghe qua phương tịch lộ ra vẻ mặt hứng thú mong được chỉ giáo đạo hữu có từng nghe nói tới tiên vân chi thiên hoa tiên tử bỗng nhiên hỏi thăm tiên vân chi chẳng lẽ là dược liệu chính của tiên vân đang nghe đồn rất có lợi cho tu sĩ phản hư trong mắt phương tịch lóe sáng nói sau khi đạt đến phản hư đang dược thích hợp để tăng cường tu vi cho tu sĩ phản hư cực kỳ hiếm thấy trên cơ bản chỉ có hội đấu giá một vực mới có khả năng xuất hiện mấy viên mười mấy viên, gần như chế luyện mỗi loại linh đan đều sẽ cần thiên tài địa bảo trong mang hoang, rất khó thuận lợi. Nhưng ở đây chính là mang hoang. Phương tịch nhìn về phía thiên hoa, trong giọng nói kèm theo chút hưng phấn. Đạo hữu phát hiện ra tung tích của tiên vân chi. Thật ra hắn hoàn toàn không hưng phấn. Cho dù tiên vân đang tốt cũng chỉ có hiệu quả tăng thêm pháp lực. Đối với bản tôn, chút tu vi đó, treo ở địa tiên linh cảnh mấy ngày lại có, Cần gì phải mạo hiểm thu linh đan. Không sai. Thiên Hoa Tiên tử hơi đắc ý, quả nhiên bất kỳ tu sĩ nào cũng không chống đỡ được trước mê hoặc tu vi tiến nhanh. Lúc này, Phương Tịch bình tĩnh lại, không nhanh không chậm uống một hớp linh trà rồi mới chậm rãi mở miệng. Đạo hữu không ngờ phát hiện ra Tiên Vân chi lại không hái. Xem ra hoang thú nguyên cổ bảo vệ nó có phần khó giải quyết. Sao có thể chỉ là có phần khó giải quyết? Thiên Hoa Tiên tử cười gượng. Lúc đó thiếp thân phát hiện ra tiên vân chi, quả thật quá đổi vui mừng. Nhìn từ phía xa, trên linh dược này có vân khí năm màu bay lên, ít cũng phải chục nghìn năm, đủ để chế đan dược. Thế nhưng ở bên cạnh tiên vân chi này còn có một con hoang thú nguyên cổ xuyên vân hạt trong coi. Con hạt này không tầm thường, thực lực mạnh mẽ, thiếp thân không phải là đối thủ. Nàng coi trọng phương tịch, tất nhiên là chiến lực của đối phương. Hắn có thể giết chết một con hoang thú nguyên cổ, tất nhiên lại có thể giết chết con thứ hai. Xuyên vân hạt sao? Phương tịch xoa cầm. Điều này đúng là hơi phiền phức, con thú này có tốc độ động địa rất nhanh, đồng thời còn thù dai. Nếu không có cách nào một lần giết chết, bị nó ghi hận sẽ càng khó làm. Chính vì vậy mới cần đạo hữu ra tay. Thiên hoa tiên tử nói. Trên tay thiếp thân thật ra có mấy bảo vật chuyên kiềm chế con thú này, nhưng không nắm chắc lắm. Nếu đạo hữu ra tay trợ giúp, tuyệt đối sẽ không sai sót. Tại hạ năng lực kém, không thể nói là tuyệt đối không sai sót được. Phương Tịch Kim Tốn nói. Nếu bản tọa ra tay, vậy tất cả linh vũ của Xuyên Vân Hạc phải thuộc về bản tọa. Tuy bây giờ hắn có thanh hòa kiếm đời thứ năm, nhưng thanh phi kiếm cấp tiên phủ kỳ trân kia quá tốn nguyên khí và pháp lực. Mỗi vị tu sĩ đều sẽ không chê bảo vật lợi hại nhiều. Ngũ hỏa thất cầm phiến là sản phẩm mô phỏng, sau khi trải qua các loại giảm bớt và thay thế, uy năng giảm dần, chỉ sợ còn xa mới bằng được thanh hòa kiếm đời thứ năm. Nhưng có thể xem là một sản phẩm thay thế rất tốt, dùng được hàng ngày. Tiên phủ kỳ trân phân chia dựa theo uy năng, thật ra miễn cưỡng có thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất dĩ nhiên là tiên phủ kỳ trân hoàn chỉnh, có thể mượn quy tắc một giới, uy năng ngập trời, có thể đốt núi nấu biển. Loại thứ hai chính là tiên phủ kỳ trân không hoàn chỉnh, thanh hòa kiếm đời thứ năm thuộc loại này. Uy năng của loại tiên phủ kỳ trân này không bằng chí bảo hoàn chỉnh, nhưng có thể phát huy ra 3-4 phần uy năng, cho dù tu sĩ hợp thể cũng vô cùng nóng mắt. Bàn về uy lực, đại khái có thể tương đương với bán tiên khí do đại thừa tán tiên khổ cực chế luyện ra. Loại thứ ba chính là mảnh vỡ tiên phủ kỳ trân. Tiên phủ kỳ trân không hoàn chỉnh ít nhất còn có 3-4 phần, thậm chí 5-6 phần của mức độ hoàn chỉnh. Nhưng mảnh vỡ tiên phủ kỳ trân thì khó có thể nói được, có khả năng chỉ có một phần thậm chí một phần ngàn của bản thể. Càng như vậy, quy lực càng thấp. Cũng may kể từ đó tiêu hao cũng nhỏ, cho dù là tu sĩ phản hư cũng có thể thi triển sử dụng hàng ngày. Dựa theo phương tịch tính toán, lấy năng lực chuẩn bị của cửu châu giới bây giờ đối với công trình ngũ hỏa thất cầm phiến, cuối cùng chế tạo ra sản phẩm mô phỏng thấp kém, đại khái chỉ có mấy phần uy năng của mảnh vỡ tiên phủ kỳ trân chính phẩm này. Nói thế nào đây? ít nhất còn mạnh hơn so với bảo vật phản hư cấp 6. Đồng thời, dàn giáo đại thể còn chưa hoàn toàn xác định ra, nếu sau này có được nguyên liệu cao cấp, còn có thể thêm vào. Ngũ hỏa thất cầm phiến cần 7 loại lông đuôi của Linh Cầm. Bây giờ trong tay phương tịch đã có 3 loại thiên phượng, thanh loan, huyết kiêu, tuy chúng đều chỉ là cấp 5. Nếu bây giờ có thể nhận được linh vũ của hoang thú xuyên vân hạt cấp 6, lại có thể tăng uy năng của ngũ hỏa thất cầm phiến mạnh hơn một tầng. Linh vũ của xuyên vân hạt à? Thiên hoa tiên tử suy nghĩ một lúc. Mặc dù linh vũ của con thú này là nguyên liệu cao cấp chế luyện bảo vật thuộc tính phong hoặc bảo vật phi độn, nhưng nếu đạo hữu mở miệng, thiếp thân tất nhiên không có ý kiến khác. Chỉ là ở trên phương diện phân phối đan dược. Cảm ơn đạo hữu bỏ được thứ yêu thích, về phần định mức tiên vân chi kia, tại hạ bằng lòng nhượng bộ. Phương tịch cười nói. Hắn có thái độ này, việc đàm phán sau đó được tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau khi hai bên ký kết công văn tiên linh, Thiên Hoa Tiên tử lại nói tỉ mỉ về vị trí phát hiện tiên vân chi cho Phương Tịch nghe. Thì ra là thế, thật ra có hơi phiền phức. Phương Tịch trầm ngâm một lát rồi cười nói, không biết đạo hữu có xem qua linh sủng của bản tọa. Mắt Thiên Hoa Tiên tử lập tức sáng lên. Con xuyên vân hạt kia tính tình ác liệt, nếu thanh hỏa của đạo hữu loan tiếng lên khiêu khích, nó nhất định không thể tha thứ nếu dụ nó vào trong trận pháp đã bố trí trước chuyện lớn sẽ thành chỉ là con thú này có tốc độ độn địa khá nhanh không biết linh sủng của đạo hữu có thể chống đỡ tới phút cuối cùng không linh sủng này của ta bay rất nhanh lại có một bảo vật phòng thân chắc không phải là vấn đề lớn phương tịch nghĩ đến thiên phú phượng triện văn của tiểu thanh không khỏi cười nói phượng triện văn chính là đạo hư không phi cầm đã đọc qua đạo hư không tốc độ độn địa làm sao có thể chậm được mấy tháng sau Phương Tịch và Thiên Hoa Tiên Tử đứng sóng vai, xung quanh có một trận pháp được ẩn giấu giữa núi rừng, không hề có sóng pháp lực. Mà ở phía xa còn có những dãy núi cao vút đâm vào mây. Linh sủng của đạo hữu đã được thả ra, sao còn chưa dẫn dắt con xuyên vân hạt kia tới? Chẳng lẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra? Thiên Hoa Tiên Tử nhìn phần đỉnh núi bị mây mù che phủ, hơi do dự nói. Ngươi không cần phải lo lắng, tới rồi. Phương Tịch đã tính toán trước về điều này. Hắn vốn đang đứng khoanh hai cánh tay xem kịch vui, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Hả? Thiên hoa tiên tử vừa phóng thần thức ra, lập tức nhìn thấy rõ một con thanh hỏa loan đang bay nhanh ở phía trước. Toàn thân nó được một quần thanh loan hỏa màu xanh vây quanh, trong ngọn lửa màu xanh xen lẫn từng ánh sáng màu bạc, tốc độ độn địa nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Phía sau thanh hỏa loan lại có có một con hạt trắng cực lớn đang sải đôi cánh dài hơn nghìn trượng truy đuổi, đỉnh đầu nó đỏ rực, trên mỏ dài hiện ra từng tia sáng màu đen. Xuyên vân hạt đột nhiên kêu lên một tiếng, linh vũ toàn thân trắng muốt trung lên như kiếm, tốc độ động địa lại tăng mạnh, mổ tới. Vào lúc trên mỏ hiện ra ánh sáng màu đen của nó sắp mổ trúng thanh hỏa loan. Vèo. Toàn thân tiểu thanh bỗng nhiên hiện ra vô số phượng truyện văn màu bạc, hình như xuyên qua hư không, lập tức xuất hiện ở cách xa nghìn trượng, tránh thoát được một đòn này. Chủ nhân, tên vô lại kia tới rồi tiểu thanh đi tới bên cạnh phương tịch hình thể bỗng chốc thu nhỏ và trốn trong túi linh thú xuyên vân hạc cực lớn giống như bảy mặt trời che đậy bầu trời tạo thành cái bóng lớn khủng khiếp lao đầu vào trong phạm vi của đại trận lên trận phương tịch nhìn thấy xuyên vân hạc tiến vào trong phạm vi trận pháp trong tay lập tức có ánh sáng lóe lên hiện ra huyền minh kỳ hắn phất nhẹ ào ào tiếng nước chảy hiện ra ở trong hư không đột nhiên xuất hiện sông núi thậm chí phát ra từng hào quang tối tăm. Hào quang màu đen che kín trời cao, giống như màn trời chậm rãi ép xuống. Xem ra, rất có tư thế bao phủ xuyên vân hà. Sắc mặt thiên hoa tiên tử không khỏi đờ ra. Nàng nhìn thấy bầu trời giống như một tấm màn che tối đen hạ xuống, trên mặt đất tuôn ra rất nhiều nước đen. Vô số nguyên khí thiên địa cuồn cuộn, đang hóa thành rất nhiều chữ truyện màu đen. Trong nháy mắt, một trận pháp lại được phát động, che khuất bầu trời trận pháp cấp 6. Còn không phải là trận pháp cấp 6 bình thường. Người này. Thiên hoa tiên tử nhìn về phía phương tịch, trên mặt hiện ra vẻ khó có thể tin nổi. Tu sĩ hóa thần bình thường phải tiêu hao hết tâm huyết mới đột phá được cảnh giới lớn phản hư, người này lại còn là một vị trận pháp sư cấp 6 sao. Xuyên vân hạt nhìn thấy mình tiến vào trong trận pháp thì hoảng sợ, linh vũ bất chợt lại chấn động. Vèo vèo. Từng linh vũ của nó vừa dài vừa sắc bén giống như phi kiếm tự nhiên chấn động, từng ánh kiếm màu trắng hiện ra và tập trung lại với nhau giống như một kiếm trận, xông về phía tấm màn tối tăm giữa không trung. Vô số ánh kiếm trắng chợt bạo phát, giống như muốn đâm rách trời cao. Không hổ danh là hoang thú nguyên cổ, trong từng hành động cử chỉ đều có mùi vị của kiếm pháp và trận pháp, hoa văn trên thân cũng tương tự trận văn. Người là linh trưởng của vạn vật, học vạn vật một vài trận pháp và kiếm đạo đại khái học được từ trên thân hoang thú như vậy. Tu tiên giả đạt đến cấp cao sẽ dần dần tiếp xúc với lực pháp tắc. Hoang thú nguyên cổ trời sinh ngu muội, lại tự mang theo rất nhiều trận văn, từng hành động cử chỉ đều không bàn mà hợp với đại đạo, có thể nói là thiên đạo công bằng. Phục phục. Ánh kiếm trắng đâm rách tấm màn đen, lại đi tới nước đen bên trong. Vô cùng nước đen tuôn ra, bên trong có rất nhiều huyền minh thần sa đánh tới. Đồng quy vu tận với ánh kiếm. Tiếp theo, thiên địa bỗng nhiên tập hợp vào giữa. Tiên tử xem có hiểu được trận pháp này của ta không? Phương Tịch Phất Huyền Minh kỳ trong, cười một tiếng hỏi. Bố trí xung quanh chính là thiên trận, cờ đen trong tay đạo hữu chính là địa trận, thiên địa hợp nhất, âm dương hòa hợp. Quả nhiên huyền diệu. Thiên Hoa tiên tử cố cười gượng, nhưng lại âm thầm tính toán, nếu mình rơi vào trong trận pháp, có thể còn sống không? một lát sau, sắc mặt nàng có chút khó coi. Xuyên vân hạt này còn muốn giải dụ một lúc. Phương tịch cười ha ha. Trận này chỉ có thể vây khốn, hoang thú nguyên cổ bị thương nặng chưa chắc có thể mất mạng. Đến lúc đó, còn phải mời tiên tử ra tay. Tất nhiên rồi. Thiên hoa tiên tử nâng một lãng hoa trong tay, trên đó có ánh sáng kỳ dị lập lòe, có vô số cánh hoa hiện ra, trực trở lấp lánh, bảo vệ quanh bản thân. Gào gào. Bỗng nhiên, từ bên trong đại trận truyền ra một tiếng rồng ngâm. Ảo ảnh giao long cấp 6 hiện ra, không ngừng phun ra sương độc. Xuy suy. Rất nhiều linh vũ trên thân xuyên vân hạt bắt đầu dính một tầng màu tím đen, phát ra tiếng kêu đau đớn. Đốt đàn nấu hạt, tuy bất nhã. Nhưng mùi thịt hạt này quả thật không tệ. Phương Tịch dùng một tay bấm pháp quyết, đánh vào trong Huyền Minh Kỳ. Ảo ảnh giao long kia lập tức hợp cùng chính U Minh Hà, hình thể do ảo hóa thực, chỉ thấy một con dao long tím đen đột nhiên lao ra khỏi vực sâu màu đen, đấu với con xuyên vân hạt kia. Thiên hoa tiên tử thấy thế thì không khỏi cười dịu dàng, nâng lãng hoa bước vào chiến trường. Đi! Nàng chỉ tay về phía xuyên vân hạt, trong lãng hoa lại có vô số cánh hoa bay ra. Ở trong cánh hoa bay đầy trời còn có từng luồng khí tức màu đỏ hiện ra. Những khí tức màu đỏ này giống như từng sợi tơ bay trong hư không, nhẹ như không có trọng lượng tạo thành từng vòng quấn quanh thân xuyên vân hạt. bây giờ xuyên vân hạt bị trận pháp áp chế, lại đang đấu với giao long, căn bản không có cách chống đỡ, bị những sợi tơ màu đỏ kia quấn từng vòng. đến cuối cùng, đinh vũ thậm chí cũng bị nhuộm đỏ. hợp thiên hoa tiên tử thấy vậy, không khỏi cười hì hì, hai tay bấm pháp quyết. rất nhiều sợi tơ màu đỏ nhẹ như không có trọng lượng kia lập tức ngưng thực, hóa thành từng sợi dây xích màu đỏ mặt ngoài có vô số bách thái nhân gian, vui buồn hờn giận, trói chặt xuyên vân hạt từng vòng, không ngờ có vẻ rất nặng. Xuyên vân hạt không còn linh hoạt được nữa, phần gốc cánh của nó bị một chân của dao long ấn chặt, hiện ra ba vết thương lớn, vô số linh vũ dính máu bay lượn. Hồng trần ba nghìn trượng, dị bảo này thật sự không tệ. Phương tịch thấy vậy thì âm thầm gật đầu. Thiên hoa tiên tử nói thật sự không sai, thần thông pháp lực của nàng phối hợp với dị bảo này, thật sự có thể đánh bại xuyên vân hạt. Đương nhiên, nếu không mình phối hợp, nàng rất khó có thể giết chết con hoang thú nguyên cổ này dễ dàng. Dù sao nó biết bay, đồng thời tốc độ bay của nó còn cực kỳ kinh người. Nếu để nó chạy thoát, sau đó nhớ thương kẻ tập kích cũng rất khó giải quyết. Dù sao thiên hoa tiên tử không phải chỉ có một người. Trấn Phương tịch nhìn thấy cảnh tượng này, đương nhiên lập tức phối hợp. Trong trận pháp, từng cột ánh sáng tối đen hạ xuống, hạn chế xuyên vân hạt ở trong đó. Trên thực tế, hắn vẫn âm thầm giữ lại vài phần. Ít nhất, hắn không hề thi triển ra công hiệu giảm tu vi của cửu U Minh Hà Huyền Sa Đại Trận. Hắn chỉ tiến hành phong ấn và tạo lực áp chế, phối hợp với hồn phách độc giao cấp 6 lại thêm một vị thiên hoa tiên tử, đủ khiến con xuyên vân hạt này nuốt hận. Nguyên khí thiên địa cuồn cuộn, từng luồng ánh sáng trắng và ánh sáng màu đỏ cuốn lấy nhau, khiến hư không không ngừng dao động. Một phần lực lượng đấu pháp tản ra, lại có một ngọn núi đổ nát. Tật. Hai tay thiên hoa tiên tử bỗng nhiên bấm pháp quyết, từ lòng bàn tay hiện ra một ánh sáng màu đỏ. Đó là một thanh phi kiếm giống như hồng trần bách luyện, vừa lấy ra đã hóa thành một cầu vòng đỏ bắt ngang trời. Nó vòng quanh xuyên vân hạt đang bị vô số cột nước hạn chế, chỉ dạo qua một vòng, cái đầu cực lớn của xuyên vân hạt đã rơi xuống. Ở dưới sự hợp sức của hai vị tu sĩ phản hư, một con hoang thú nguyên cổ cấp 6 này cuối cùng vẫn bị chém đầu. Ào ào! Vô số huyền minh trọng thủy bị hút vào huyền minh kỳ trong tay trong phương tịch, bầu trời bỗng chốc trở lại trong xanh. Tiểu thanh bay ra khỏi túi linh thú, lộ vẻ tội nghiệp nhìn phương tịch. Chủ nhân! Người ta muốn nội đan của con xuyên vân hạt kia. Dù sao bọn họ đều là linh cầm, nếu có thể thu được nội đan cấp 6 của xuyên vân hạt tương lai tiểu thanh đột phá phản hư cũng có trợ lực nhất định. Phương tịch nghe vậy lại không vui. Dù sao mình đã yêu cầu Linh Vũ, nếu lấy thêm nội đăng, con hoang thú nguyên cổ này chỉ còn lại thịt. Tuy thịt hoang thú nguyên cổ cũng là đồ tốt. Tiểu thanh nói xong lại chạy đến bên cạnh xuyên vân hạt đập mạnh vào thi thể của nó. Ai bảo ngươi đến gây sự với tiểu cô nải nải? Bây giờ ngươi biết lợi hại chưa? Nàng nhìn thiên hoa tiên tử, đôi mắt linh hoạt đảo quanh chủ nhân nếu không ngươi thu thi thể trước chờ đến sau khi trở về lại chia thiên hoa tiên tử hơi do dự rồi bất chợt nói cũng được quan trọng nhất bây giờ vẫn là lấy tiên vân chi được mời phương tịch chắp tay và bảo tiểu thanh hiện ra nguyên hình hắn cưỡi ở trên thân tiểu thanh hóa thành một ánh lửa màu xanh lao về phía một đỉnh núi đỉnh núi này nằm trong mây mà ở trên một vách đá nằm trong mây lại mọc ra một linh chi trắng như mây Mặt ngoài linh chi này đầy linh văn, cắm rễ ở trên thân cây trường thanh mọc trên vách đá đã mục nát từ lâu, mặt ngoài có một tầng hào quang năm màu chiếu thẳng lên trời cao. Quả nhiên là tiên vân chi chục nghìn năm. Thần thức của phương tịch nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn đồng thời cũng phát hiện ra thiên hoa tiên tử bên cạnh hình như hơi cảnh giác đối với mình. Hắn thấy buồn cười, chủ động bảo tiểu thanh giảm tốc độ động quang, tục lại sau lưng thiên hoa tiên tử. Trong giới tu tiên, khi tập hợp thành đội đoạt bảo dễ phát sinh nội chiến nhất là lúc phân chia bảo vật cuối cùng một gốc tiên vân chi cỏn con này còn thật sự chưa lọc được vào mắt phương tịch nhưng cho dù hắn nói thiên hoa tiên tử cũng chưa chắc tin tưởng vì để tránh một vài chuyện xảy ra hắn vẫn nên tục lại phía sau sẽ tốt hơn thiên hoa tiên tử nhìn thấy phương tịch như vậy trong lòng không khỏi chấn động sinh ra suy nghĩ đây là một vị quân tử thành tâm thành ý nàng đi tới trước tiên vân chi và vung tay lên lại muốn hái gốc linh dược này một hào quang năm màu đột nhiên hiện ra ngăn cản tay nàng thiên hoa tiên tử biến sắc không chút nghĩ ngợi đã bấm pháp quyết một thanh phi kiếm màu đỏ quấn quanh thân biến thành hàng nghìn hàng vạn ánh kiếm trong đó hình như có bách thái nhân gian vui buồn hờn giận vô số ánh kiếm vừa bảo vệ thân lại nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh kèm theo tác dụng tiêu diệt kẻ địch tấn công tới điều này làm cho phương tịch cưỡi tiểu thanh chạy tới phía sau phải giật mình rất rõ ràng, vị thiên hoa tiên tử này đã sớm có sự chuẩn bị, đồng thời đại khái là vì mình. Mà lúc này, tiểu thanh dưới người hắn chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên run rẩy. Thu Trong không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng phượng hót trong trẻo. Một hào quang năm màu hiện ra, hàng nghìn hàng vạn kiếm khí hồng trần rơi vào trong hào quang năm màu, chỉ vừa cắt đã đột nhiên biến mất. Năm màu ánh sáng không ngừng lập lòe, bỗng nhiên dâng lên từng hoa văn màu bạc, Hóa thành một chảo chim chọc về phía Thiên Hoa tiên tử. Lãng hoa dị bảo liên phúc phát sáng, vô cùng cánh hoa hội tụ, hóa thành một lá trắng hoa. Phục. Trong chớp mắt tiếp theo, theo vài vết tích màu bạc cắt phá hư không, tấm lá trắng hoa không ngờ nổ tung. Lúc này, trong tay Thiên Hoa tiên tử đang cầm một miếng ngọc phù, trong miệng không ngừng lẩm bẩm vài từ. Nàng nhìn thấy cảnh tượng này thì cắn răng phun một ngụm tinh huyết lên trên ngọc phù. Vù trảo phượng năm màu chọc lấy gương mặt xinh đẹp của nàng, nhưng chỉ có thể xuyên qua một ảo hình mơ hồ. Ngoài nghìn trượng có ánh sáng màu bạc lóe lên, hiện ra bóng dáng của thiên hoa tiên tử. Trên mặt nàng đầy vẻ kiên kỵ, nhìn một thiếu nữ mặc áo lông năm màu xuất hiện ở tại chỗ, bàn tay trắng mịn nắm lấy tiên vân chi hai luôn gốc linh dược chục nghìn năm này. Phương tịch cũng dừng động quan và phất huyền minh kỳ hóa thành từng tầng nước đen chảy qua, bảo vệ quanh người mình. Trong lòng bàn tay phải của hắn hiện ra một vết máu đỏ thẫm, thần anh kiếm ép lại không phát. Hợp thể Thiên Phượng. Thiên Hoa Tiên Tử kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không ngờ tu vi cảnh giới của thiếu nữ áo lông năm màu đột nhiên xuất hiện này là hợp thể, chỉ một ánh mắt lại khiến Phương Tịch và Thiên Hoa Tiên Tử rét lạnh. Không ngờ hôm nay ở chỗ này, không chỉ có thể thu được một gốc tiên vân chi, còn có một vị hậu bối lĩnh ngộ đạo hư không không tệ. Hợp thể Thiên Phượng căn bản không để ý tới Thiên Hoa Tiên tử, trái lại nhìn Tiểu Thanh bên dưới Phương Tịch, trên mặt hiện ra một nụ cười nguy hiểm. Không xong, không ngờ là con hợp thể Thiên Phượng kia. Cho dù tin tức của Phương Tịch có bế tắc, cũng từng nghe Liễu Như nói qua, kẻ phá hủy thành Thiên Phạm trước đây chính là một con Thiên Phượng hợp thể kỳ cấp 7. Không ngờ được hai bên vừa khéo lại gặp nhau như vậy. Hoặc nói, không chừng con Thiên Phượng này đã ẩn nấp ở gần đây từ không? bằng không làm sao có thể nhớ thương tiểu thanh ở hạ giới con thanh hỏa loan tiểu thanh này xem như không tệ nhưng ở địa tiên giới huyết mạch chỉ có thể tính là trên trung đẳng dù sao vẫn kém hơn huyết mạch phản tổ của tiểu huyền quy có thể bị con thiên phượng hợp thể kỳ này nhìn trúng cũng chỉ ở tiềm lực trên phương diện hư không phương tịch không biết suy đoán này của hắn vô cùng chính xác con hợp thể thiên phượng này còn coi trọng tiểu thanh hơn cả tiên vân chi dù sao đối với thiên phượng tộc ở địa tiên giới huyết mạch xuất sắc nhất cũng không tính là gì cả loại huyết mạch thiên phú này có thể dùng bí thuật và đan dược linh quả bù đắp có thể nói chỉ cần hợp thể thiên phượng có tâm hoàn toàn có thể cải tạo một con phi cầm nào đó thành thiên tài có lực huyết mạch vô cùng nồng đậm đương nhiên loại tiêu hao này vô cùng khủng khiếp nếu chế tạo ra rất nhiều cho dù là thiên phượng tộc cũng chịu không nổi nhưng thỉnh thoảng có một hai trường hợp đặc biệt bọn họ hoàn toàn có thể tiếp nhận được duy nhất chỉ có lĩnh ngộ đối với hư không đạo không phải bất kỳ ngoại lực nào cũng có khả năng nâng cao được đồng thời loại tư chất này cũng khó có thể đo lường tính toán chỉ có thể tiếp xúc phượng triển văn thông qua học tập và thi triển thần thông hư không mới có thể kiểm tra đánh giá được phần nào hôm nay nhìn thấy tiểu thanh thi triển phá không thuấn di tránh thoát một đòn tất sát của xuyên vân hạt con hợp thể thiên phượng này lại nhìn trúng tiểu thanh ở giai đoạn hóa thần cấp 5 lại có thể tránh thoát một đòn thần thông hư không của hoang thú nguyên cổ. Thi triển còn thuận lợi linh hoạt như vậy. Đủ để chứng minh Tiểu Thanh có lĩnh ngộ rất sâu trên đạo hư không. Phối hợp với cấp bậc và tuổi tác lại thấy được, nó tuyệt đối là thiên tài của thiên phượng tộc. Đối với thiên phượng tộc, cứ trăm năm luôn có mấy thiên tài lực huyết mạch nồng đậm, nhưng lại có quá ít thiên tài có khả năng lĩnh ngộ được đạo hư không. Không ngờ mình ra khỏi tộc một chuyến, có thể gặp được thiên tài như thế hợp thể thiên phượng nhìn tiểu thanh trong ánh mắt năm màu lộ ra vẻ nhiệt tình như lửa nếu mình dẫn về trong tộc phối hợp với tẩy phượng trì thay da đổi thịt tăng thêm lợi ích của huyết mạch mấy nghìn năm sau thiên phượng tộc ta chưa chắc đã không thể lại xuất hiện một vị đại thánh yêu tộc có bảy đại thánh đều là vương giả nghe truyện trên tv audio cv trong vô số yêu tu hợp thể con hợp thể thiên phượng này mới là tu vi hợp thể sơ kỳ thậm chí còn không có tư cách cạnh tranh. Ở trong yêu tộc, quá trình cạnh tranh đại thánh càng đẫm máu, thảm khốc hơn, người thất bại thường sẽ thân chết đạo tiêu. Trái lại trong nhân tộc tranh ngũ tử thất bại, khả năng may mắn còn sống sót rất lớn. Mà sự xung đột và cạnh tranh trong rất nhiều chủng tộc yêu tộc cũng vô cùng kịch liệt. Nếu thiên phượng tộc có thể xuất ra một vị đại thánh, tất nhiên lợi ích cũng nhiều hơn. Đáng tiếc, nó lại bị tu sĩ nhân tộc khế ước, thật đáng chết giám đô dịch thiên tài của tộc ta thật can đảm trong ánh mắt hợp thể thiên phượng nhìn phương tịch hiện ra sự nguy hiểm nàng bỗng nhiên bấm pháp quyết phía sau hiện ra ảo ảnh một con thiên phượng năm màu xinh đẹp thiên phượng hóc một tiếng hào quang năm màu hội tụ giống như một đóa hoa sen đánh về phía thiên hoa tiên tử yêu tộc thiên hoa tiên tử phát ra tiếng kêu thê lương hình như kèm theo chút tuyệt vọng toàn thân nàng chảy máu hình như hóa thành một người máu lãng hoa trực tiếp nổ tung cánh hoa rách nát bay đầy trời vô số cánh hoa rách nát rơi lên trên hoa sen năm màu không ngờ khiến hoa sen di chuyển chậm lại mấy phần phương tịch đang do dự có nên qua giúp hay không giữa chân mày bỗng nhiên cảm thấy đau đớn phục phục từng bông hoa năm màu dễ dàng xé rách nước đen xuyên qua phòng ngự của huyền minh kỳ xuyên qua toàn thân hắn vô số máu loãng bắn ra tiểu thanh giữa không trung hoàn toàn không bị hại chỉ là hình như không biết phải làm sao vèo ánh sáng máu lóe lên thân hình phương tịch hiện ra ở cách đó mấy trăm trượng gương mặt có phần tái nhợt hắn bỗng nhiên vẫy tay một cái tiểu thanh và huyền minh kỳ hóa thành hai tia sáng rơi vào trong tay áo của hắn theo tiếng chú ngữ thê lương cả người phương tịch hóa thành một đường ánh sáng máu bắn nhanh về phía sau hắn ngốc mới trực tiếp đấu pháp cùng một hợp thể thiên phượng giữa phản hư và hợp thể chênh lệch một cảnh giới lớn Hả? Tinh huyết thế kiếp đại pháp. Ma công của người này thật thuần khiết. Thiên phượng năm màu phát ra tiếng kêu nghi ngờ của thiếu nữ. Nàng cũng từng giao đấu với cổ ma, không nói có thể nắm rõ bí thuật giữ mạng của ma đạo như lòng bàn tay nhưng cũng hiểu biết. Tinh huyết thế kiếp đại pháp này chính là một loại bí pháp nổi danh trong đó. Có thể thường tích góp rất nhiều tinh huyết, chờ đến khi gặp phải tai họa sẽ thay thế tứ chi, chịu một lần công kích hẳn phải chết tu sĩ nhân tộc này rõ ràng vô cùng linh hoạt, sau khi tránh thoát một đòn, lập tức thi triển huyết độn pháp chạy thoát thân. Ngay cả là kẻ địch, hợp thể thiên phượng này cũng không thể không khen ngợi một câu. Đúng là quả quyết. Mà lúc này, bông hoa sen năm màu kia cũng chậm rãi nở ra, các loại lực ngũ hành hội tụ, hình thành ánh sáng rực rỡ chiếu đầy trời, hóa thành linh mây mấy chục mẫu. Ở trong linh vân, mảnh vụn của một lãng hoa không ngừng rơi xuống. Hợp thể thiên phượng thấy vậy, trên mặt không hề mừng rỡ thần niệm cấp hợp thể có thể cảm ứng được thiên hoa tiên tử vẫn chưa hoàn toàn chết ở trong lòng đất cách đó mười mấy dặm một nữ tử với gương mặt trắng bệch đang thi triển thuật độn thổ điên cùng lướt ngang nếu không phải vừa rồi thi triển diệt linh chi vũ giết kẻ nô dịch tiểu bối cùng tộc kia ngươi làm sao có thể tiếp được một chiêu của ta còn không chết chứ mà thôi vẫn phải nhanh chóng giết chết người này còn đuổi theo tiểu bối kia Hợp thể thiên phượng thì thào một câu, ảo ảnh thiên phượng năm màu phía sau lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay của nàng, hóa thành một cái cung lớn giống như phượng hoàng xuề cánh vậy. Thiếu nữ nhẹ nhàng nắm dây cung kéo cong. Ông ông! Nguyên khí trong thiên địa chấn động và không ngừng bị hút xuống, hóa thành một mũi tên năm màu mờ ảo lại bán trong suốt. Vèo! Thiên phượng năm màu buông lỏng ngón tay, hư không dường như cũng bị nghiền nát. Trong ánh sáng màu bạc lóe lên, một mũi tên năm màu tiến vào hư không nhanh chóng biến mất hợp thể thiên phượng hình như rất có lòng tin vào một đòn này của mình một mũi tên vừa ra lại không quan tâm tới thiên hoa tiên tử chết hay sống nữa một hào quang năm màu bọc lấy quanh người hóa thành một giải cầu vòng truy đuổi phương tịch thần niệm cấp hợp thể của nàng đã phong tỏa chặt chẽ phương tịch chỉ cần không phải chạy một hơi ngoài vạn dặm căn bản đều không có cách nào tránh thoát được sự truy tìm điều tra mà nói về tốc độ độn địa cho dù tu sĩ phản hư hao tổn lượng lớn tinh huyết thi triển huyết động pháp sao có thể bằng được hợp thể thiên phượng vèo trong lòng đất cách đó mười mấy dặm trước mặt thiên hoa tiên tử hiện ra một cái dùi màu vàng đất đang không ngừng phá vỡ mặt đất để chạy thoát thân đây là một món bảo vật nàng tất kỹ tuy công kích bình thường nhưng thi triển phối hợp với thuật độn thổ sẽ có hiệu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi đây chính là vật bảo toàn tính mạng của nàng lần này nàng đi ra ngoài không ngờ gặp phải con thiên phượng cấp 7 kia. Thiên hoa tiên tử hoàn toàn không có ý định tìm bảo nữa, chỉ muốn tránh thật xa. Nhưng trong phút chốc, trong không trung phía sau nàng lại có ánh sáng màu bạc lóe lên. Một mũi tên năm màu bỗng nhiên lao ra, trực tiếp xuyên qua linh quan bảo vệ cơ thể nàng. Phục Màu bắn ra, mũi tên năm màu tiến vào từ sau lưng thiên hoa tiên tử, trước ngực xuất hiện một đoạn mũi tên. Nàng cúi đầu xuống, nhìn mũi tên năm màu mờ ảo lại trong suốt này, trên mặt cười gượng. Trong chớp mắt tiếp theo, nguyên khí thiên địa khủng khiếp bạo phát, che phủ hơn 10 dặm gần đó. Đáng chết! Trong ánh sáng máu, phương tịch điên cuồng phát động pháp lực, hoàn toàn không để ý tới tinh huyết và cơ thể. Quả nhiên địa tiên giới không dễ lăn lộn, ta đã sống rất cẩu thả, kết quả ra cửa lại gặp một con hợp thể thiên phượng. Phương tịch vừa bay, còn vừa thầm phỉ nhổ, nhanh chóng suy nghĩ cách chạy trốn. Nếu nói là cách chạy trốn, nhanh và tiện nhất dĩ nhiên là mượn chư thiên bảo dám trực tiếp trốn xuống hạ giới. Đối mặt với hợp thể kỳ thiên phượng, cho dù là bản tôn cũng không muốn liều mạng, hắn chỉ có thể tạm tránh. Nếu mượn chư thiên bảo dám, hắn tất nhiên có thể chạy thoát. Nhưng lúc này, phương tịch còn chưa muốn rời đi. Bởi vì còn chưa bay ra khỏi phạm vi thần thức của thiên phượng cảm ứng, hắn có thể cảm nhận được một luồng thần niệm của đối phương vẫn luôn theo dõi mình. Thi triển chư thiên bảo giám trước mặt hợp thể thiên phượng am hiểu lực hư không à. Phương tịch chỉ sợ sau lần này, tin tức hắn nắm giữ một món tiên phủ kỳ trân sẽ được truyền đi trong yêu tộc, sau đó lại bị gian tế của nhân tộc truyền về trong tộc. Đến lúc đó, hắn sẽ có cùng đại ngộ với phương tiên đạo chủ. Ít nhất cũng phải chờ đến khi tạm thời rời khỏi phạm vi thần thức của con thiên phượng này hai tay phương tịch bỗng nhiên bấm pháp quyết hóa thành một con đại bằng lông đen đây là vạn hóa thần ma thể bắt chước ma thể đại bằng kim sý loại ma thể này am hiểu thao túng linh lực thuộc tính phong bay rất giỏi vù vù ma bằng màu đen với vóc dáng khủng khiếp vỗ cánh ở chỗ hai cánh dâng lên cơn lốc màu đen tốc độ độn địa vô cùng kinh người nhưng phương tịch nhanh chóng phát hiện có điểm không đúng ở phía sau truyền đến tiếng xé gió khủng khiếp thần thức của hắn đảo qua chỉ thấy một con thiên phượng năm màu được vô số ánh sáng màu bạc bao quanh mỗi lần vỗ cánh bay đều để lại từng bóng mờ trong hư không nhìn qua giống như thuấn di đuổi theo vậy thiên hoa đáng chết thậm chí không thể kéo dài thêm chút thời gian à trong lòng phương tịch căm hận kêu bỗng nhiên đại bằng màu đen phát ra một tiếng kêu khủng khiếp toàn thân tản ra ánh sáng máu trên cánh của nó hiện ra một loại ánh sáng màu vàng sậm trên lông chim hiện ra từng triện văn tốc độ độn địa không ngờ lại tăng mạnh. Hả? Hợp thể thiên phượng truy kích phía sau kinh ngạc. Khí tức của tu sĩ nhân tộc này ở khoảng phản hư sơ kỳ, nhưng tốc độ độn địa như vậy đã vượt qua rất nhiều tu sĩ phản hư hậu kỳ. Đáng tiếc. Ánh mắt nàng lạnh lùng, ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành hình người, trong tay cầm một cái cung hình phượng hoàng gian cánh kia. Nàng chỉ kéo nhẹ, lại có một mũi tên năm màu mờ ảo hiện ra. Phục mũi tên năm màu tiến vào hư không, giống như thuấn di, vượt qua vô số khoảng cách, hiện ra ở phía sau ma thể đại bằng. Cấm không. Phương tịch há mỏ, từng phượng triện văn phù lục được chế luyện bằng vạn dân chỉ bắn về phía sau. Hư không chảy loạn khủng khiếp nổ tung, nuốt lấy mũi tên năm màu. Hả? Lần này, hợp thể thiên phượng thật sự kinh ngạc. Tu sĩ nhân tộc này lấy ra phù lục hư không hình như có cấp bậc rất cao, không ngờ có thể ảnh hưởng tới phá hư tiễn của nàng. Hợp thể thiên phượng không biết, thật ra phương tịch mới càng là thiên tài có tiếng bước thần tốc hơn cả tiểu thanh ở trên phương diện đạo hư không. Tuy tư chất lĩnh ngộ hư không pháp của hắn chỉ có thể nói là vậy, nhưng mỗi ngày hắn đều quan sát chư thiên bảo giám, giống như nhìn thấy quy luật vận chuyển căn bản nhất của hư không. Cho dù là đầu heo, tích lũy theo tháng ngày như vậy cũng có tiến bộ vô cùng tốt thậm chí phương tịch còn truyền thụ đạo hư không này cho tiểu thanh nhìn thấy phương tịch nhiều lần chạy trốn trong lòng hợp thể thiên phượng thầm giận nàng bỗng nhiên nhổ một trang sức phượng linh trên đầu xuống miệng lẩm bẩm sau một câu chú ngữ linh vũ năm màu trong tay nàng đã hóa thành một mũi tên thực chất nàng đặt nó lên trên thiên phượng cung lần này phương tịch cảm nhận được nguy cơ sinh tử còn mạnh hơn trước trên trảo phải của ma bằng lóe lên ánh sáng máu hóa thành một thanh thần anh kiếm từng vết máu trên thân kiếm cực lớn cháy lên sáu ma diễm hắn không hề nghĩ ngợi chém về phía sau phù một mặt trăng máu hiện ra trong hư không trên đó còn có ma diễm khủng khiếp thiêu đốt nên đón mũi tên năm màu kia ầm ầm nguyên khí thiên địa hội tụ hư không vặn vẹo tiếp theo hóa thành một vụ nổ mạnh khủng khiếp Linh quan năm màu kinh người lan tràn muốn bao phủ lấy phương tịch a à. ma bằng cánh vàng kêu lên một tiếng hai cánh chém ra từng phong nhận ngăn cản phía sau phong nhận màu xanh kia và linh quang năm màu vừa tiếp xúc không ngờ đã dễ dàng tan vỡ linh quang năm màu giống như có linh tính vẫn truy đuổi theo ma bằng cánh vàng quấn quanh lông đuôi của nó ầm từng ma khí bỗng nhiên ầm ầm giải thể ma bằng cánh vàng giống như thằng lằn dứt đuôi bỏ lại hơn nửa cơ thể thành công chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của linh quang năm màu đầu của nó nứt ra một thiếu niên mặc áo bào đen lạnh lùng nghiêm nghị hiện ra sắc mặt phương tịch uể oải từng phượng triện văn phù lục quấn quanh người hư không ở trước mặt hắn giống như bị vỡ nát vậy hiện ra một cánh cửa ánh sáng trắng bạc hắn xuyên qua đó thân hình lập tức xuất hiện ở ngoài vạn trường phương tịch vừa bay còn vừa thử nói chuyện với hợp thể thiên phượng vẫn đang dùng thần niệm uy hiếp đuổi theo không ngừng các hạ cần gì phải cố ép tại hạ Tại hạ chẳng qua chỉ là một tu sĩ nhân tộc phản hư mà thôi. Ha ha. Nhân tộc phản hư? Hợp thể Thiên Phượng cười lạnh. Không ngờ ngươi ở dưới tay ta còn có thể nhiều lần chạy trốn, cho dù ở trong thiên tài nhân tộc, ngươi cũng được xem là hàng đầu. Sau này, ngươi thăng cấp hợp thể, còn không biết bao nhiêu yêu tu trong tộc ta sẽ chết trong tay ngươi. Hôm nay, nếu có thể giết chết ngươi, cũng xem như loại trừ một kẻ địch lớn trong tương lai. Theo tiếng hừ lạnh của yêu tu hợp thể này, phương tịch bỗng nhiên cảm giác trong thức hải vang lên một tiếng vượng hót cực kỳ réo rắt. Tiếng vượng hót vốn phải vô cùng dễ nghe êm tai. Nhưng trên mặt phương tịch lại hiện ra vẻ chấn động sợ hãi. Ở trong thức hải của hắn, một con chim nhỏ màu vàng hiện ra, đôi mắt linh hoạt lại lạnh lùng chợt mổ. Không ngờ là dùng thần thức công kích. Trong thức hải của phương tịch dâng lên sóng triều, một màn hào quang bảy màu giống như áo giáp bao trùm cả thức hải. Phút. con chim nhỏ màu vàng đánh vào trên áo giáp bảy màu tầm ầm hóa thành điểm sáng bay đầy trời khiến thức hải cũng phải run rẩy đáng chết phương tịch vẫn không ngừng độn quang không ngừng chạy thoát thân trong lòng lại cảm thấy may mắn nếu không phải thần thức của hắn mạnh mẽ vượt xa tu sĩ phản hư sơ kỳ bình thường lại thêm từng tu luyện qua công pháp thần thức ngày đêm không ngừng cô động bí thuật phòng ngự thất tình giáp trong thất tình ly thương phổ chỉ sợ hôm nay phải chết rồi thậm chí còn tu luyện thần thức không tệ xem ra càng không thể để ngươi sống được hợp thể thiên phượng nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt năm màu càng thêm lạnh lẽo chờ đã sở dĩ các hạ đuổi theo không dừng chỉ sợ không phải vì bản tọa mà vì linh sủng của bản tọa phương tịch lập tức phản kích nó đã ký kết bản mạng khế ước cùng bản tọa chỉ cần bản tọa ngã xuống linh sủng kia tất nhiên bị khế ước cắn trả mà chết hợp thể thiên phượng không để ý chỉ nói ngươi có thể thử xem trong lòng phương tịch lập tức trở nên nặng nề hắn biết lúc trước con hợp thể thiên phượng tám phần ẩn nấp ở trong bóng tối quan sát mình một thời gian nó không chừng còn chuẩn bị bảo vật hoặc bí thuật kiềm chế khế ước nắm chắc sẽ giữ lại một mạng của tiểu thanh sau khi mình chết lúc này nó ước gì mình trở mặt khiến linh sủng thương tâm nhưng cơ hội bảo tiểu thanh quay về yêu tộc chờ đã nếu thật sự không được thì trả tiểu thanh lại cho đối phương cũng được Đến lúc đó, ta sẽ để đối phương bồi dưỡng sủng vật thay ta. Nhưng không có khả năng này. Cho dù ta chỉ là một ngoại đạo hóa thân, có thể anh dũng hy sinh ở trước mặt con hợp thể Thiên Phượng này, nhưng khế ước trong cơ thể Tiểu Thanh có thể bị giải trừ hay không, chỉ tùy ý điều tra cũng có thể nhìn ra được. Nếu nó quay về yêu tộc, nhất định sẽ trải qua một đợt kiểm tra nghiêm mật, căn bản không giấu được. Trong lòng Phương Tịch thầm thở dài một tiếng, không thể không từ bỏ ý định vô cùng hấp dẫn này. Lúc này, thiếu nữ mặc áo lông năm màu phía sau nhìn thấy tu sĩ nhân tộc này vẫn đang chạy trốn, không khỏi mất kiên nhẫn, lại rút ra một linh vũ năm màu. Nàng giơ cung gài tên, nguyên khí thiên địa khủng khiếp lại hội tụ. Ở trên mũi tên còn có từng Phượng Triện Văn ngưng tụ, phát ra hào quang màu bạc chói mắt. Phá hư tiễn. Cơ mặt Phương Tịch khẽ giật, đã sớm sẵn sàng nắm từng Phượng Triện Văn phù lục ở trong tay áo. Chẳng qua lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên chấn động vèo cung như sét đánh dây cung rung rẩy mũi tên năm màu tiến vào hư không và đột nhiên biến mất trong chớp mắt tiếp theo lại xuất hiện ở phía sau phương tịch hắn cười lạnh vỗ một cái vào túi linh thú trong ánh sáng màu xanh lóe lên tiểu thanh hiện ra trên mặt đầy vẻ kiên quyết phun ra một ngụm thanh loan chân hỏa thu thanh loan chân hỏa hóa thành hình một con thanh loan bỗng nhiên gian cánh ngân dài lao vào mũi tên phá hư tiễn phục chân hỏa của hóa thần cấp 5 chống lại phá hư tiễn của thiên phượng cấp 7. Con hỏa loan màu xanh kia căn bản còn chưa kịp phản ứng đã bị một mũi tên tiêu diệt, thậm chí phá hư tiễn còn không hề suy yếu, ánh sáng năm màu chói lòa bắn về phía phương tịch. Nhưng lúc này, tiểu thanh lại trắng ở sau lưng phương tịch. Sắc mặt phương tịch lạnh thấu xương, hắn rõ ràng muốn dùng tiểu thanh làm tấm lá trắng. Vẻ mặt tiểu thanh kiên quyết, từng cái lông chim màu xanh bay phất phới đầy trời. Đáng chết, Hợp thể thiên phượng nhìn thấy cảnh tượng này, hai tay không khỏi bấm pháp quyết. Quy lực của mũi tên năm màu kia lập tức giảm mạnh, dừng lại ở giữa không trung. Phá hư tiễn kia được làm bằng linh vũ của bản thân hợp thể thiên phượng, bởi vậy sau khi nó rời khỏi thân thể vẫn có thể duy trì liên hệ nhất định, có thể tiến hành thao túng. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc không rõ điểm này đã dễ dàng chết trong tay nàng. Nhưng hôm nay nàng không thể không thi triển ra trước. Phương Tịch nhìn thấy cảnh tượng này trong tay phải có thần anh kiếm hiện ra, hắn chém một kiếm qua không trung. Phục phục. Vô số tơ đỏ xuyên qua hư không, một kiếm khí đỏ như máu chém lên mũi tên năm màu đang dừng giữa không trung. Bùng bùng. Cấm chế trên mũi tên năm màu ầm ầm vỡ nát, hóa thành dáng vẽ linh vũ năm màu ban đầu, bị phương tịch huyển hóa ra một ma thủ tối đen chọc lấy. Hợp thể thiên phượng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười lạnh. Bị lợi ích làm mê muội tâm can, không biết sống chết. Nàng nhân cơ hội truyền âm với tiểu thanh. Ngươi đã thấy chưa? Tu sĩ nhân tộc đều đê tiện vô sĩ như thế. Hắn thậm chí có thể làm ra được chuyện lợi dụng ngươi trắng mũi tên, ngươi còn muốn bán mạng vì hắn sao? Tuy mũi tên trước của con hợp thể thiên phượng này không thể khiến phương tịch bị thương nặng, nhưng nếu nàng có thể gây xích mích khiến con linh thú này phản bội, trái lại càng lợi hơn. Tiểu thanh trắng môi, trong lòng lại xem thường chủ nhân đã sớm biết hợp thể thiên phượng này không nở để nàng chết lúc này mới lấy nàng tới thăm dò chính là chuyện đã nắm chắc so với những linh sủng như đại thanh lúc trước thật sự bị cầm ra chấn thương do đường đại ngộ của nàng đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần rồi phương tịch thu linh vũ kia của hợp thể thiên phượng vào trong tay trong lòng mừng thầm tiếp theo độn quang bắn nhanh tuyến đường chạy thoát thân ban đầu của hắn chính là hướng thành thiên phạm gặp được yêu tu hợp thể hắn chỉ có thể cầu khẩn vị tu sĩ hợp thể nhân tộc kia còn đang trấn giữ ở trong thành thiên phạm. Chẳng qua tốc độ độn địa này, ta sẽ bị thiên phượng bắt trên đường. Phương tịch nhanh chóng suy nghĩ, thái nhất kinh nhanh chóng quy hoạch tuyến đường, để hắn có thể lựa chọn ra tuyến đường đơn giản nhất, ngắn nhất chạy thẳng tới thành thiên phạm. Chờ đã, đây là... Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một khu vực trên bản đồ thái nhất kinh thể hiện ra. Ánh mắt phương tịch chấn động hắn đổi hướng độn quang hóa thành một đường công tuyệt đẹp thoáng thay đổi phương hướng không lâu sau phía trước lại hiện ra từng đỉnh núi giống như sừng trâu vậy vô số sương mù tỏa ra khắp nơi hóa thành cấm chế không trọn vẹn bao phủ mặt đất trong phạm vi trăm vạn dặm đây là một chỗ cấm địa trong thiên phạm vực tên là vạn giác lâm cũng chẳng biết tại sao những đỉnh núi giống như trâu sừng này còn kèm theo hoa văn tự nhiên hình thành rất nhiều cấm chế không hoàn chỉnh rất nhiều cấm chế liên kết với nhau, uy năng quả thật có thể tương đương với đại trận cấp 7, cho dù tu sĩ phản hư tiến vào cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Chỉ vừa tiếp cận, Phương Tịch đã cảm nhận được một áp chế truyền đến, đây là cấm không lực của trận pháp. Hắn mỉm cười và thu tiểu thanh lại, hạ động quan xuống rồi lập tức lăn một vòng. À. Một con tam giác nguyên tê hiện ra, bên ngoài thân hiện ra từng đường vân, ba cái sừng nhọn trên đỉnh đầu không ngừng lập lòe phát ra ánh sáng kỳ lạ nó lắc đầu lắc đuôi lao đầu vào trong trận pháp, nhanh chóng biến mất. Đây là tha hóa vạn vật bí thuật trong tha hóa tự tại ma công. Phương tịch nghiên cứu bí pháp này mấy chục năm, cuối cùng may mắn đạt tới tiểu thành. Trước đó, hắn chẳng qua có thể biến hóa hỗn lạc xà, nhưng sau khi thu được thi thể hoang thú nguyên cổ tam giác nguyên tê, cố gắng giải phẫu học tập, cuối cùng hắn ở trong thiên mị tông đã luyện tập thuần thục biến hóa này. Lúc này, hắn hóa thân tam giác nguyên tê, trời sinh có đầy đủ thần thông phá trận đấu đá ngang dọc ở trong vạn giác lâm ánh sáng trên ba cái sừng đánh tới từng tấm chế không hoàn chỉnh khiến tấm chế lập tức sụp đổ ra hiện ra con đường sau đó càng không cần phải nói tới bản thân phương tịch còn là một đại tông sư trận pháp hắn liếc mắt đã có thể nhìn ra rất nhiều điểm yếu trong trận pháp tấm chế sau khi hắn xông vào trận pháp thậm chí chuyên tìm những chỗ có thể chữa trị và thay đổi trận pháp để chui vào muốn dựa vào lực lượng của trận pháp ngăn cản thiên phượng truy kích phía sau tu sĩ nhân tộc đê tiện phía sau hợp thể thiên phượng nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt trở nên rất khó coi nhưng nàng không quá khó xử trên tay có ánh sáng lóe lên hiện ra một trận bàn năm màu chỉ là tu sĩ phản hư không ngờ lại phải vận dụng vật này thực sự có phần chuyện bé xé ra to hợp thể thiên phượng thở dài một tiếng hai tay bấm pháp quyết pháp lực cấp hợp thể tràn vào trong trận bàn năm màu. Ô ô! Hào quang năm màu nổ mạnh, bỗng nhiên hóa thành một chùm sáng lất phất bao quanh nữ tử này. Nàng nhảy vào trong vạn giác lâm. Bùng bùng! Nàng đi qua nơi nào, vô số cấm chế không trọn vẹn kia không ngờ đều vỡ nát. Phương tịch quay đầu nhìn lại, không khỏi xoay người bỏ chạy. Cũng may tam giác nguyên tê ở trong này thực sự như cá gặp nước, cho dù không có cách nào kéo dài khoảng cách quá 10.000 dặm, nhưng vẫn duy trì được khoảng cách lúc trước thậm chí còn có xu thế không ngừng tăng lên thành thiên phạm chính là thành do thiên phạm quân đóng đô ở thiên phạm vực nằm ở chính giữa thiên phạm vực và mở rộng ra tám phương đương nhiên đây là dưới điều kiện tiên quyết thành thiên phạm có đủ lực trấn áp nếu thực lực của thành thiên phạm suy yếu thành này cũng biến thành nơi chiến trường của bốn phương từ khi truyền tống trận siêu cấp bị phá hủy tu sĩ hợp thể biến mất tới nay thành này đã trải qua 32 lần thú triều và tà vật quấy phá. Mỗi lần đều khiến một đám tu sĩ phản hư trong thành mệt mỏi, thật vất vả mới trấn áp xuống được. Mà những tu sĩ từ trong các phường thị chạy ra, trải qua trăm cây nghìn đắng mới vất vả chạy tới thành thiên phạm càng xui xẻo hơn. Trong phần lớn bọn họ đều là tu sĩ hóa thần, sẽ càng an toàn hơn, bọn họ mới mạo hiểm di chuyển về phía thành thiên phạm. Kết quả sau khi bọn họ đến thành thiên phạm, lập tức bị sắp xếp vào trong quân ứng phó với tai họa thú triều sau mấy lượt bọn họ lập tức tử thương nặng nề nhân khí trong tòa thành trì đang dần dần tiêu tan đến bây giờ khắp nơi đều là cảnh tượng tan hoang ngày này ngoài thành thiên phạm từng trận văn với hình dáng bông hoa sen màu vàng nở ra có ánh sáng màu bạc lập lòe không ngờ một truyền tống trận được mở ra trong ánh sáng màu bạc lóe sáng một đội tu sĩ đi ra tu sĩ dẫn đầu mặt váy dài làn da đồng cổ dưới da mơ hồ có phạm văn lập lòe đây chính là người đã từng trấn giữ hát nham phường thị nguyên âm thượng nhân sắc mặt nàng bình tĩnh gương mặt hơi mệt mỏi các tu sĩ hóa thần phía sau đều mặc chiến giáp trên người trên gương mặt đầy vẻ cảnh giác nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là tuần tra khu vực gần thành thiên phạm xua đuổi hoang thú vẻ mặt nguyên âm thượng nhân lãnh đạm nói với một đám tu sĩ hóa thần nàng là tu sĩ phản hư lại là người trong phật môn thật ra đãi ngộ của nàng xem như không tệ đồng thời cũng được thiên phạm quân xem là dòng chính bây giờ ngay cả tu sĩ cao cấp dòng chính như nàng cũng không thể không ra thành tuần tra đủ để thấy rõ chiến lược trong thành trì đã đến tình trạng trứng chọi đá tới mức nào tuy lúc trước thành thiên phạm nhân lúc thú triều từng phái ra không ít người mang tin tức triệu tập tu sĩ chủ trì phường thị các nơi quay về viện trợ nhưng tu sĩ không phải là người ngu trước đó sau khi tình trạng bi thảm của mấy nhóm tu sĩ chạy nạn tiến vào thành thiên phạm được truyền ra bọn họ thà rằng mở động phủ ở nơi giả ngoại đau khổ kiên trì cũng không muốn quay về thành thiên phạm làm bia đỡ đạn dù sao ít người thật ra không dễ khiến cho hoang thú cao cấp chú ý quân chủ rốt cuộc nghĩ thế nào vậy nguyên âm thượng nhân nhìn tường thành càng thêm đổ nát trong lòng hiện ra một ý nghĩ nàng vội vàng chôn sâu ý nghĩ này trong thức hải, lại bắt đầu một ngày tuần tra. Ken Theo tiếng động nặng nề vang lên, một con sói hoang thú ngã trên thảo nguyên. Một đám tu sĩ hóa thần lập tức tiến lên, rất thành thạo lột da, cắt thịt, róc xương. Tiền bối phong lôi bạc thật sắc bén, cho dù tu sĩ hóa thần hậu kỳ gặp phải con hoang thú thiết cốt lang này cũng sẽ cảm thấy đau đầu, vậy mà nó lại bị một đòn mất mạng. Một vị tu sĩ hóa thần giống như đang xúc động nói thiết cốt lan có năng lực phòng ngự kinh người ta chỉ am hiểu pháp môn âm công nó khó có thể phòng ngự thôi nguyên âm thượng nhân giả vờ khiêm tốn vài câu vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi thần thức của nàng có thể kéo dài hơn nghìn dặm cảm giác được một khí tức phản hư sơ kỳ đang nhanh chóng tiếp cận chẳng bao lâu vị tu sĩ ngoài ngàn dặm kia đã hiện ra ở trong thần thức của nàng hả ngươi là phương tịch phần lớn tu tiên giả có khả năng gặp qua là không quên được hơn nữa còn là còn là giáo úy hóa thần dưới trướng nguyên âm thượng nhân sẽ không nhận nhầm được ngươi không ngờ đã là phản hư nguyên âm thượng nhân cảm nhận khí tức trên người phương tịch trên mặt không khỏi lộ vẻ chấn động dù sao trong quân trước đây đều lưu truyền vị tu sĩ phi thăng này đã hết tiềm lực cho dù về sau trở lại bình thường nhưng vẫn cách xa phản hư sao bây giờ lại tự nhiên thành thế này còn là hôm nay ở thiên phạm vực gần như cắt đứt liên hệ với bên ngoài nếu tin tức này truyền ra đái khai sẽ khiến cho người ta phấn chấn trong lòng nguyên âm thượng nhân đột ngột hiện ra rất nhiều ý nghĩ phương tịch đã phát hiện ra nguyên âm thượng nhân từ lâu nhanh chóng dùng thần thức truyền âm nói vẫn mong đạo hữu dẫn đường tại hạ muốn tiến vào trong thành thiên phạm tránh nạn tất nhiên rồi thành thiên phạm ta luôn hoan nghênh các vị tu sĩ nguyên âm thượng nhân nhìn thấy một vị tu sĩ phản hư chủ động dựa vào trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng nàng cho rằng cái đối phương gọi là tránh nạn chỉ là tránh né hoang thú và tà vật bình thường nếu lôi kéo được một vị tu sĩ phản hư tiến vào thành thiên phạm nàng có thể thu được không ít cống hiến thu hai bên dùng thần thức nói chuyện với nhau rất nhanh nhưng một động quan năm màu cùng với thần thức của tu sĩ hợp thể càng nhanh hơn nguyên âm thượng nhân còn chưa truyền âm với phương tịch được mấy câu đã cảm nhận được một thần thức lạnh lùng đảo qua mình thậm chí phong tỏa nàng nàng không khỏi biến sắc hợp thể yêu tu lúc này trong ánh mắt nàng nhìn về phía phương tịch đầy kinh hãi ngươi không nên tới đây thần thức của phương tịch thoáng động hình như qua nét mặt của nguyên âm thượng nhân đọc lên một câu như vậy hắn không để ý trong mắt chỉ có thành thiên phạm chuẩn bị thi triển biến hóa tam giác nguyên tê bất kỳ lúc nào. Nếu cửa thành không mở, hắn sẽ lao vào bên trong thành trì. Đi! Nguyên âm thượng nhân bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, vang vọng trong hư không xung quanh. Bản thân nàng đã được phong lôi bạc bao quanh, hóa thành một động quan phong lôi dẫn đầu bỏ chạy về phía trong thành thiên phạm. Những tu sĩ hóa thần kia đều là người sành sỏi, bọn họ chỉ dạy ra trong chớp mắt, lại làm ra lựa chọn tương đồng. Phương tịch còn chưa đến chỗ này, lại nhìn thấy rất nhiều động quan chạy tán loạn ra khắp nơi. Có người thi triển thuật động thổ, cũng có người thi triển huyết động pháp. Có thể nói là bác tiên qua biển, mỗi người thể hiện ra thần thông khác nhau. Hắn không kịp để ý tới những tu sĩ này, tuy trong đó còn có đám người quen giống như có cùng thao cư sĩ, lúc này chỉ có thể tự cầu nhiều phút. Khi động quan của hắn không chút lưu tình xẹt qua, ngay sau đó là con hợp thể thiên phượng kia lại để hắn chạy thoát thân một đường đến đây à nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha